Tô Bangkok Thái Lan. Thì sáng hôm nay trời mưa rất là lớn với cô chú anh chị. Trên đây là hệ thống tàu điện chạy trong dầu thủ đô thành phố. Yeah. Có chiếc tàu đang chạy kìa. Đây, chỗ này là người ta bán những cái bông, những cái hương đèn cho mình dân quỳ gói phía trong đó để dâng lên thành tâm hơn nữa đó. Chú chia quay ở phía ngoài ơi. Ôi, căn nhà ma. Ghê quá. Nhà ma. Ở đây có cái chiếc thuyền. Vào phía trong. Xin chào. Rồi lẹ ghê luôn nè. May luôn như ta. Nhìn kìa. Quá trời, tội nhà cao tầng luôn ông ơi. Rồi, giữ. Bún tiếu. Đây là bún ngon quá nè. Hải sản vô cùng luôn. Ớt đồ nè. Wow, hấp dẫn đấy. Khách chờ lúc tận ông. Để hồi lại chụp hình cho đẹp của chú ơi. Vậy đó hả? Ở bên Việt Nam mình thì đâu đó. Đây là tỷ giá nè. Ồ, quá trời các đồng luôn. Ký tên luôn nữa kìa. Thấy không, mấy người này là không phải có hộ chiếu ấy nè. Phải đem hộ chiếu, không phải người Thái á. Chuyện ở bên Thái nè cô chú. Đó. Cái này là bát. Nó dao động ha, tùy theo trọng lượng. Mời anh trai. Khi nào mới qua được luôn á. Đẹp mấy cây số. Nhớm. Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì sáng hôm nay là ngày thứ tư em ở tại đất nước Thái Lan của cô chú anh chị mình đây. Chính xác hơn là ở thủ đô Bangkok Thái Lan. Thì sáng hôm nay trời mưa rất là lớn quý cô chú anh chị. Đây mà cô chú anh chị cùng xem cơn mưa vào sáng hôm nay ở tại thủ đô Bangkok nha. Rất là nặng hạt luôn. Hiện tại là em đang có mặt ở trên khách sạn. Sáng hôm nay thì người ta đánh thức mình vào lúc 7 giờ rưỡi sáng cô chú. Chuẩn bị đi xuống dưới ăn sáng rồi tiếp tục là di chuyển lên xe để đi tham quan một số nơi ở tại đất nước Thái Lan quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình cùng đồng hành với em tiếp tục nữa nha. Đó. Đây là phòng khách sạn. View em nhìn qua thì đối diện là những cái căn hộ luôn. Đây, căn phòng này thì em thấy là cũng tương đối rộng rãi của chú. Nhìn cũng rất là gọn nha. Đây, có cái giường với bàn ghế đồ này nọ bên đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới tầng của khách sạn để ăn sáng cho chú anh chị. Sáng hôm nay người ta sẽ đãi mình ăn sáng ở dưới đó nha. Chỉ có tối hôm qua là mình ăn tự túc thôi. Thì ở clip trước là mình đã đi tham quan khu mua sắm nè. Với đi về lại khách sạn đây cô chú. Đây khách sạn tụi em ở tại Bangkok. Có quên gì không nghe? Đó. Hello chị, ăn sáng chưa? Vậy hả? Ông tranh thủ quá ha. Ở đây là có cái hũ này để mình đựng gạt thằng thuốc này nhé. Dạ, mình sẽ vô khách sạn. Đây đó, người Trung Quốc. Trung Quốc. Chị phòng mấy? 24 mấy? 46, 6 à, 44. Trung Quốc họ đi tới đâu họ gùm gào tới đó lắm. Ờ, lại đi lên đi xuống mà chị đứng chờ sẽ nặng nốt nốt nốt. Ý là không phải đi xuống cái tầng đó, mai đi lên cái chị đại cho đi lên đi xuống.
Ồ, xuống này mát lạnh luôn ha. Đó, mà đi xuống chỗ ăn sáng là phải đi qua hai cái hang máy của chú anh chị. Cái này là cái thứ nhất. Mình sẽ vòng quanh đây. Mưa quá lớn luôn ha. Ôi, mưa đen tối cả bầu trời Bangkok Thái Lan luôn của chú anh chị ơi. Đó. Có. Ở quê mình đó hả? Bên mình chưa đâu, tháng này bên mình chưa mưa đâu. Bên mình là tháng 3, tháng 4 có mưa. Còn nữa. Còn nắng phải không? Còn nắng. Có đi dọn không vậy trời? Sao mà hôm qua nhớ đâu có khu này. Vậy hả? Ồ. Ở đây cũng có khu vực giống như rải cho mình ăn uống nè, nhưng mà chưa thấy ha. Kìa bên đó cũng có khu vực ăn uống bên đó nữa kìa. Đây có những cái phòng hội họp ở trong đây của chú. Đó. Tới khu vực này á thì là có ba cái hang máy đó. Cho mình đi thoải mái luôn. Ở bên đây là hai cái nè. Đối diện sau lưng là một cái nè. Ở đây thì đi lên tới tầng mười mấy luôn, 18 hay vậy. Vô được không? Lên, đang lên. Đang lên. Lên kìa, cãi ơi. Lên đây đang xuống đi, vô đây đang xuống. Đi xuống hả? Tao thấy để mũi tên lên ụt ụt mà. Không, cái thang này bên này nó vậy á. Rồi, xuống tầng 1 phải không? 17 tầng chứ không phải 18. Cái này nó không có cái bảng điện tử. Đây đó, hàng đi lẹ lắm. Ôi, sáng nãy dưới đây quá đông đúc rồi. Bố ăn rồi hả? Quá đông rồi chú anh chị ơi. Ở đây có một đoàn khách đang tập hợp vali chuẩn bị rời khỏi khách sạn nè. Đây, giờ mời cô chú anh chị cùng xem sáng hôm nay ở tại gọi là cái gì? Ở đây là khách sạn này đãi cho mình ăn những món gì nha. Buffet đó, sáng nay là mình được ăn buffet đó. Buffet là thịt rau hả? Rồi, tiếp theo đi, đầu tiên vô món này đi. Món này là món rau cải, người ta giống như là xào nấu nè. Ở đây thì ánh đèn nó hơi vàng của chú. Tiếp theo là món xúc xích nấu với bắp cải, với cải hìa rồi hay gì đó. Bên đây là cơm nè, y như mấy bữa trước ha. Cơm này cơm gì mà nó hơi vàng vàng, chắc là do ánh đèn với lại cái này xào trứng ấy nè. Bên đây là cơm cơm trắng nè cô chú. Rồi cái bên đây thì có là dĩa, rồi muỗng, đĩa. Ở đây là được dùng đũa sử dụng rồi nè. Hôm gà mình đi mấy khách sạn kia thì ăn đũa một lần dục nha. Này đũa nhựa được sử dụng lại. Rồi tiếp theo khu vực bên đây là trái cây nè. Này có dưa hấu. Dưa hấu đỏ ao rồi ha. Rồi bên đây là có trái cây, tiếp theo là giống như khóm vậy ta. Này gì con? Dưa lưới à? Ồ dưa lưới. Dưa lưới là ngon rồi nha. Đây nó có để tiếng Anh gì đây nè. Melon gì nè. Rồi tiếp theo nữa là đậu, đậu Hà Lan cái gì vậy ta? Ồ đậu này ngộ quá ha. Ở trong thì có màu trắng trắng như đậu phộng mình á. Ở vỏ ngoài thì cái màu đỏ đỏ. Thì salad cà chua bi với rau gì ngộ quá nè. Nhìn nó tựa như rau rau đắng đất bên mình được chút. Rau đắng bên mình á. Salad. Đây chị gấp salad đi. Đó. Chị thường xuyên ăn món này không? Hả? Chị có thường xuyên ăn món này không? Có, đâu để thường xuyên ăn với mấy cái món kia không anh nha. Dạ. Đây cải, đây cải này tựa tựa như ở bên Đà Lạt mình ha. Hơi sắc sắc. Đà Lạt mình ăn thơm lắm nha. Ăn ngọt vị mà thơm lắm. Rồi tiếp theo là bơ nước sốt. Không biết cái đó em chưa đi khám phá nữa. Này là giống như nước sốt bơ cái gì á chị? Không phải mách yone á, mayone gì đó. Thử nếm thử cái rồi. Rồi hãy chan lên. Chan lên luôn ha. Đó. Kiếm bàn đi, giờ quá đông rồi, hết bàn ngồi luôn rồi. Đâu bàn đâu.
Giờ chị đi kiếm mấy vợ em đi. Bên đây tiếp tục cô chú anh chị là có khu vực này là nước, ở đây sữa gì á, sữa tươi, sữa tươi hết luôn, quá đông. Bên đây là những cái ấm người ta nấu cà phê nè nè, không mang hộp đựng ra ngoài phòng ăn à, chỉ là ăn trong đây thôi. Có cà phê rồi trà rồi nè cô chú. Rồi qua bên đây đi, tiếp theo là xúc xích người ta luộc nè. Đó, xúc luộc chắc mình mấy lớp luôn ha. Bên đây là nước chấm giống như là tương cà hay tương ớt nè. Rồi tiếp theo bên đây là món thịt nguội nè, thịt nguội luộc. Trời ơi, đây là món thịt nguội luộc. Kế bên thì có một cái nước chấm giống như tương cà hoặc là tương ớt đây. Kiếp chỗ ăn đi, ngồi ăn đi. Mà sao thịt này nó mỏng ha, sao nó nhúng nhúng nước hết trơn ha. Ừ, cái nào cũng luộc hết trơn á. Nào cũng có nước trong đó chứ. Hôm qua mình ăn ở bên khách sạn kia thì nó khô lắm cô chú. Nó giống như nó chiên lên hay là nó nướng qua. Còn đây là nó luộc không à. Cái này là trứng nè. Trời ơi, trứng mà làm nguyên một khay luôn ha. Trứng này giống như trứng chân vậy đó. Có nước sệt sệt trong đây nè. Ăn trứng thì cái bên là có nước chấm là nước tương nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là món gì đây? À, cái này giống như chả nè. Chả xào với hành lá với hẹ. Món chả này thì hôm qua ăn ở lẩu cô chú. Nó dở lắm, nó ăn bở nghiệp à. Tiếp theo là món mì xào với rau cải. Ở đây thường nãy giờ thấy mấy món xào á là thường người ta xào với rau cải không nha. Dạ. Mới xuống luôn hả cô? Mới xuống. Dạ. Mới chưa? Dạ chưa, mới review à. Dạ. Rồi tiếp theo qua bên đây coi. Bên đây á thì là có cái chỗ mà khách Tây nước ngoài hay ăn là bánh mì sandwich nè, nướng nè. Đây, thường khách Tây ta thích ăn mấy món này của chú. Với kẹp với một số loại cái này nhân nè. Thường là mứt khóm hay là mứt dâu rồi đó. Ngọt ngọt hoặc là bơ. Đó. Tiếp theo đây là có nguyên cái khu vực gia vị nha, nước chấm các loại. Đó, dầu ăn cái gì đây nè. Rồi cái này là nước mắm nè. Nước mắm bên đây mà cũng tương đối không đậm là lắm ha. Đây là đường, ớt bột, muối tiêu. Muối tiêu đây người ta làm ngộ ha. Đó. Màu ngộ như màu như cái màu một ngày hơi pha pha xíu vậy đó. Tỏi sấy. Rồi tiếp theo là này món gì đây? Này cháo, cháo thịt băm. Bên này có súp. Súp súp cải nấu với thịt băm cái gì đó. Đó, nấu với thịt băm chứ không có xương nha. Rồi, tiếp theo nữa là món uống. Có hộp é nè. Thì uống cho chị bệnh tiêu chảy cũng hay lắm á nha. Cái bên có đường. Chở nồi ra thử coi. Úm ba la. Ô, sữa. Là chắc sữa đậu nành á. Trời ơi, mở cái nồi lên một cái á xù liên tục luôn. Rồi, hình như là những cái món ăn sáng hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi đó cô chú anh chị mình ơi. Bây giờ thì em sẽ đi lấy vẻ, mời cô chú anh chị cùng đi chọn đồ ăn với em nha. Đó, đơn giản thôi. Chắc sáng nay mình sẽ ăn món mì xào. Đây là dĩa nè, muỗng nè. Muỗng ở đây có hai loại, muỗng tròn với muỗng dài dài. Em thì thường ăn muỗng dài dài quen rồi. Muỗng tròn này chắc để hấp canh hay gì đó. Với cái nĩa. Thổi nĩa đi, ăn đũa đi. Đó, muỗng đũa là ok. Xong, qua bên đây lấy đồ ăn. Đây sáng nay ăn thấy cũng khá là bình thường, không có gì đặc biệt, cũng y như những bữa trước, chỉ khác địa điểm thôi, khác chỗ thôi. Sáng nay mình ăn sáng ở tại Bangkok, Thái Lan. Đấy. Rồi, hai giá trước đi. Rồi nếu mà ăn nhắm hết thì mình sẽ ăn thêm. Ăn thử cái món này coi, món này thấy mới đó. Chả mà xào với giá rồi hành đây ha. Sẽ thử một giá này. À.
Tiếp theo là món trứng. Mình sẽ thử một miếng này. Ôi cái muỗng gớt này ghê quá ha. Mình sẽ xịt lên một miếng nước tương luôn. Đó. Bên đây là món thịt thịt nguội mà người ta nấu giống như luộc nè. Mình sẽ thử hai miếng. Nước quá trời nước luôn. Nước nhiễu linh láng luôn. Bên đây là xúc xích. Thịt nguội thường ta cũng ăn kèm với bánh mì sao quýt rồi đó cô chú, với xúc xích đâu nè. Đơn giản thôi. Chắc mình ra bàn luôn quá. Sáng ăn sáng như đây quá cô chú anh chị. Hết biết ăn món gì, cũng hơi ngán. Thôi tạm thời là ăn như đây trước đi rồi tính sao. Ô sao không ăn đi đợi à. Xin mời xin mời. Tối chị nói là xe tung tung quanh nó chạy dữ lắm anh. Vậy hả chị, có dở đầu không? Cái thằng gì nó khuấy, nó la lên, mất nó chạy nhanh luôn. Mà mập á. Mập đại gia đó. Ủa này là trứng hả? Trứng á. Nè ăn miếng đi. Chơi dai đó nha mày. Chơi dai đó hả? Hàng chơi giàu quá. Cái thằng mà lùng lùng nó thấp. Ủa chứ không phải là món hàng sao? Vậy mà cái đó ngân hàng. Dạ đúng rồi, đi với ông bà ngoại á. Ăn được không xã? Đây giờ mình sẽ thử một miếng trứng nha. Trứng này giống như người ta trứng chân cái gì á. Là nguyên khay quá bự luôn. Trứng hấp. Mà sao mấy cái thịt này nó cứ bỏ vô nước hả ta? Để ngoài kho mà nó cứ bỏ vô nước vô. Nó luộc. Mặn. Giúp bà xịt nước tương vô nó hơi mặn. Vô miếng bì với rau. Mới thêm hai củ mà nó già quá. Bây giờ ăn được cái luôn hợp có vị với người Việt nè. Đó là dân Việt Nam hay là Mỹ? Việt Nam. Dạ. Tối đi á, ủa em chị nó làm ngay gì vậy? Chắc là cho dài ấy á, cho dài mà giống như là phần trăm hấp á, chứ không phải cho dài tín dụng đâu. Dạ. Nói chung là đồ ăn bữa nay cũng na ná như bữa trước ha. Dở bữa trước nữa. Dở không? Dở không? Mấy cô ăn xung quanh cũng nói là dở hơn cô chú. Cũng tích chứ ấy mà không có thịt gà gì hết đâu. Có thịt gà rồi ha, bữa nay không có miếng gì luôn. Nó ăn hợp biến chả này đây. Nó đặt nhiều công nghiệp không á, bên mình đã đỡ nó. Chả này thấy dễ dễ là hôm qua con chả này ăn ở trong cái mà buffet lẩu á, nó bở quá thì bở luôn. Chả này bữa nay ăn được làm, nó dễ dễ nè. Hôm qua ở buổi trưa buffet lẩu quá vậy. Tạnh mưa đó. Ngon rồi đó. Dạ rồi, sau khi ăn sáng xong ở khách sạn, bây giờ thì độ tầm khoảng 9 giờ sáng của chú anh chị mình đây. Bây giờ thì chúng em sẽ bắt đầu di chuyển ra xe để lên xe. Mình đi tham quan một số nơi ở tại đất nước Thái Lan này tiếp tục. Hôm nay nghe nói đâu là mình sẽ đi chùa nè. Đó. Hôm giờ thì ngày nào cũng có đi đến chùa ở trên của chú anh chị. Tiếp tục ngày thứ tư mình đi chùa. Ồ mưa cái đường xá ướt nhẹp ha. Đó. Ồ. Chào chị. Chị đó là chị hướng dẫn viên của mình, tên là Apple. Đây là xe bác tài đồng hành cùng với mình nè. Chỗ lái bác tài thì ở bên mé tay tay phải cơ chú. Đây là đường xá ở bên Bangkok, Thái Lan này cô chú anh chị ơi. Quá trời đông luôn. Đó. Giờ có bác điều tiết xe dặn lại cho mình mới qua được đó. Cây xăng đâu nè.
mà nó hủ tiếu 60 bạc đó. Hủ tiếu 60 bạc không tô? Ồ. Hủ tiếu ngon hơn sáng buffet đó nó thiệt á. Bởi vậy. Buffet rất là dở. Bữa nay ăn sáng dở quá he. Wow, ở đây có nguyên cái dãy nhà đẹp quá nè. Nhìn đủ màu sắc. Ồ, bên kia là những cái tòa nhà cao tầng xa xa kìa. Ồ, ôi mưa đường xá rất nhẹp. Lâu lắm mà mới thấy mưa rồi đó. Trời ơi, nước kìa, linh láng như này luôn. Sáng này mưa lớn hết hồn. Nhưng mà cũng không có bị ngập đường xá gì không. Rất cả nhà mình. Tại vì mưa thì mát trời, yeah, mát trời. Mưa rất là lớn nha. Nhưng mà tới lúc gia đình mình đi Ngân, cái này người ta gọi là cái duyên. Chứ mà mưa to quá thì gia đình mình đâu đi đâu được đâu. Xuống xe lên xe rồi ướt át rồi khó chịu hả cả nhà. Cơ gia đình mình khỏe và mời cả nhà mình chịu khó hoan hỷ lên chút xíu. Nghe cả nhà, tại sáng nay mình đi chùa. Đặc biệt ngay bây giờ thì Sơn sẽ mời tất cả cô chú anh chị trong đoàn chúng ta đi đến cái điểm nổi tiếng nhất ở Vương quốc Thái Lan này. Thông thường cái điểm này sẽ đi vào buổi chiều, nhưng mà sau năm 2015 thì dường như tất cả các đoàn mà Sơn đây phục vụ riêng nói riêng, Sơn sẽ sắp xếp đi vào buổi sáng cho nó thanh tịnh. Điểm đến đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay, Sơn mời tất cả cô chú anh chị chúng ta đến thăm viếng ngôi đền Erawan. Đền thì nhỏ thôi, nhưng nói về tâm linh nổi tiếng thì bậc nhất tại Vương quốc Thái Lan này. Mà dường như bất kỳ một du khách nào hoặc tôn giáo nào khi qua Vương quốc Thái Lan này, ở thủ đô đây, đều có nguyện ước đặt chân ra ngôi đền này một lần cả gia đình. Và thông thường một thời gian sau, chính những người đấy họ trở lại thủ đô Bangkok của Vương quốc Thái thì cứ mặc nhiên họ sẽ quay lại ngôi đền này vì hai chữ thôi, đó chính là trả lễ. Thưa cả nhà mình, tại vì cái ngôi đền này cách siêu thị Bixi chỉ có 450m mà thôi. Trung tâm thủ đô Bangkok. Và cứ chiều sau cái giờ mà shopping mua sắm tại Bixi xong thì hướng dẫn viên ở Thái Lan này sẽ có một cái thói quen thường lệ tới bây giờ không biết thấy tôi chạm gì quá. Đó là sau khi shopping xong sẽ đưa khách qua bên đền để đảnh lễ rồi đi về lại lên xe để về khách sạn. Ngày hôm đó thì Sơn không có mặt tại thủ đô này, đang ở Pattaya mà điện thoại thì cứ đổ chuông. Đó chính là ông sếp, ông gọi từng hướng dẫn viên ông hỏi thăm. Thì chỉ có một người em đồng nghiệp của Sơn đây cả nhà mình đưa khách đi qua bên đền và đi về lại Bixi khi rời khỏi đền khoảng 250m thôi. Thì đúng khoảnh khắc đó là cái bom phát nổ đó cả nhà mình. Và giả tỷ nếu như chậm lại một nhịp hay có một sự cố đèn xanh đèn đỏ nào đó mà không thể băng qua lộ để về Bixi đó, thì thiết nghĩ chắc có nhiều chuyện hơn nữa sẽ diễn ra. Lúc bấy giờ cảnh sát hoàng gia Thái trích xuất camera trong khu vực này để điều tra tên hung thủ, nhưng mà vì nó chuẩn bị rất là kỹ, chỉ thấy rằng cái ba lô bom á, nó để sát với tượng của ngài ở trong đền, tức là sát bức tượng này luôn. Thưa cả nhà của mình, với sức công phá của quả bom, cảnh sát họ điều tra thì họ phát hiện được rằng có thể giết chết bất kỳ một người nào trong vòng bán kính 40m. Nó làm cho xe cộ quay góc quả tư văng cháy tung tóe hết, 20 người chết, hơn 100 người bị thương. Nhưng có một cái điều rất lạ, đó chính là mặc dù cái ba lô bom đặt sát với tượng này ở trong đền, mà tượng của ngài không bị hư hại gì cả, chỉ bị đúng một vết mẻ bên cầm như thế này thôi cả nhà mình. Một vết mẻ như thế này thôi. Trong một tuần liên tục, cảnh sát hoàng gia Thái trích xuất camera điều tra hung thủ, nhưng như Sơn có nói, không phát hiện, không nhận diện được nữa. Ai cũng nghĩ nó đã cao chạy xa bay rồi.
Và mỗi buổi sáng, đài truyền hình Đất nước Thái Lan này phát lên tin tức buổi sáng, cái nhà mình sẽ kèm với cái hình ảnh này là chưa bắt được cái tên hung thủ đặt bom tại đền này. May mắn thay, có một buổi sáng, cái hình ảnh này tình cờ lọt vào trong mắt sư trụ trì ngôi chùa Wat Yanawa. Ngay lập tức, ông ta gọi điện cho Thủ tướng Đất nước Thái Lan vào năm đó, tức là ông Prayut, nói rằng hãy điều tra theo hướng tâm linh. Và quả thật, thưa gia đình mình, chỉ ít hôm sau thôi, tên hung thủ đó bị bắt ngay tỉnh Sakeo, miền đông Thái Lan, khi tìm cách vượt biên qua Campuchia để về nước của nó. Và vì sao người ta gọi Thái Lan là đất nước của tâm linh, thì mời gia đình mình xem cái phóng sự sau đây để cô chú anh chị chúng ta thấu rõ hơn. Cho là truyền hình Việt Nam chúng ta ghi nhận lại nè cả nhà của mình. Cảnh sát Thái Lan đã khai thác được những thông tin quan trọng đầu tiên từ những nghi phạm bị bắt giữ liên quan tới vụ đánh bom tại đền thờ Erawan khiến hơn 20 người thiệt mạng. Vào ngày hôm qua, một trong những nghi phạm đang bị điều tra đã thừa nhận sở hữu chất nổ trái phép, đồng thời thừa nhận là người đã cung cấp bom cho nghi phạm người nước ngoài mặc áo vàng. Đối tượng được cho là đã trực tiếp đặt bom tại đền thờ Erawan. Ít phút nữa cả nhà mình sẽ thấy cảnh sát hoàng gia Thái họ dẫn cái tên hung thủ ra. Và khi mà thấy cảnh sát dẫn tên hung thủ ra đó, cả nhà mình giúp dùng về hàng hiệu. Đối diện xéo xéo là trung tâm thương mại Central World, gần đó là Bixi, sau lưng Central World chính là nơi tọa lạc của xe dặn Paragon, nơi vừa rồi ghi hình hai lần của Paris Benai đó cả nhà của mình. Và người Thái họ tin rằng cái đền này nhỏ thôi nhưng mà lại là quá, trung tâm thu hút tài lộc của cả thủ đô. Đầu xe buýt này nhìn tựa tựa như cái đầu. Thì ngày hôm nay vì một điểm đến trong chương trình và cả nhà mình gọi là hữu duyên, chúng ta đến với ngôi đền này, thì Sơn xin phép cả nhà ít phút nữa để chia sẻ cái cách mà cả nhà mình đến cái ngôi đền này, chúng ta sẽ đảnh lễ như thế nào, cách người Thái họ vào đây họ lễ ra sao. Thưa cả nhà mình, trong đời sống bản thân mình không được, thì lúc bây giờ đó khi anh qua Thái Lan này, cả giống quá, anh không có dơn cả nhà của mình đâu. Nước giờ cả nhà mình đi chơi vui vẻ, hoan hỷ, thoải mái, đi trải nghiệm. Còn cái anh đó đó, cả nhà mình biết anh đi tới đâu á là anh nổi đóa tới đó, khó chịu lắm. Mà anh đi có một mình, khu nhà nghèo ở bên Thái Lan, chỉ ngày đó đi chùa sớm mới tới hỏi thăm anh là sao vậy, có chuyện gì nói để thay đổi nó phù hợp với kia nhỉ. Thì anh mới nói vậy nè, em thông cảm nha, em cứ kệ anh, không sao hết. Anh không có giống như cô chú anh chị còn lại trong đoàn, tại vì anh đi lần này là bạn anh nó chỉ anh qua đây, chứ thực ra thì anh cũng chả có muốn đi đâu. Nhưng nói sao anh nói vậy, nói thì thực ra đó, anh đang biết đó. Thì hỏi kỹ ra mới biết, cả nhà, anh làm bên cái ngành bất động sản á, rồi nhà cửa bán không được, mà tiền thì toàn vay mượn không, bế tắc. Tao nói bị bệnh bái tứ phương mà. Nghe nói Thái Lan rồi đó, bạn bạn bè suối chỉ qua đây xin này kia. Thì cả nhà mình biết á, đã biết được cái nguyện của ảnh rồi á, thì cái ngày đi lên đền vậy nè, Sơn cũng chỉ ảnh ra đấy. Xong cái đưa từ đền đi qua đến bên chùa, thì vô trong chùa anh mới nói là bạn anh có dặn rồi. À, người ra đi sân bay luôn á. Không sao, mày có nhiên gửi về bé nhiên, tao cho mày trả từ từ. Ủa, kèo này thơm dữ ta, làm ăn đâu đầu tư ngon vậy. Năm 2012 cuối năm đó, nghe anh dụ dỗ lần thứ nhất, cả nhà mình có ai đến từ Gò Vấp không? Ở quận Gò Vấp về đó nhận căn hộ đầu tiên. Cuối 2014 nghe anh dụ lần thứ hai, về đó nhận thêm một căn hộ nữa. Cuối 2017 đầu 2018 nghe anh dụ dỗ lần thứ ba, đầu tư bên Tân Phú gần với Đầm Sen luôn đó, thêm một căn hộ nữa cả nhà mà. Chưa nói đất ở ngoài Phú Quốc hay hiện tại là một miếng đất ở dưới Long Thành gần sân bay nữa cả nhà mà. Và nói chung hiện tại không cần đi làm, mỗi tháng mấy chục triệu sống được không cả nhà mình? Được đúng không ạ? À? Nhưng cả nhà đừng nói Sơn khoe nhé, tại vì Sơn vẫn chỉ là một người làm công ăn lương thôi. Nhưng Sơn đang chia sẻ với cả nhà mình đó chính là cái ơn trên cho xuống cho mình, chứ Sơn không có giỏi. Nhiều khi kể chuyện vậy đó, chia sẻ vậy mình nghĩ là mình giúp cho du khách trên nhà của mình. Bên tay phải tay trái mình nhìn thấy đây, trong đây vẫn có đường tàu hỏa rồi tàu điện trên cao. Vẫn có cả nhà mình, tàu điện trên cao. Ní Makassar thôi đó.
như bên tay trái của mình luôn. Ở dưới đất là tàu hỏa, phía trên cao là tàu điện Airport Link. Nó không phải BTS đâu, BTS là hệ thống tàu điện trên cao chạy trong thành phố. Còn riêng cái đường bên tay trái của mình trên cao đó là Airport Link, tức là từ sân bay cả nhà mình đáp xuống á, ở tầng hầm của sân bay sẽ có cái tàu điện đi về trong trung tâm đây. Wow. 45 km, mỗi khách lên trên đó mua cái vé đi là 45 baht thai. Khi đi ra sân bay thì nó tiết kiệm thời gian và chi phí rất là thấp. Còn nói về vật giá ở Thái Lan này, trước đại dịch Covid chúng ta vào siêu thị số 7 mua chai nước suối 7 baht thai. Sau đại dịch Covid tới bây giờ chúng ta vào siêu thị số 7 mua chai nước suối đó vẫn là 7 baht thai. Vật giá bên đây họ không có lên, ổn định, bình ổn giá. Thứ ba tiền tài, thứ tư là sự. Đây, bây giờ thì mà giả tỷ vô trong đền có quên á, không sao hết, không ai bắt buộc tiền hết. Chú anh chị ơi, tâm ngày giờ hằng dần bốn mặt ha. Cái xíu mình vào trong đó mình thấy có mấy mô hình voi nhiều lắm. Đó là tứ linh của người Thái, tại sao? Voi chính là vật cởi của vị thần này. Wow. Nên họ cúng cho ngài. Đây bên tay trái mình là hệ thống khách sạn Erawan, khách sạn 5 sao. Wow. Nơi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia trên thế giới về thủ đô này làm việc. Wow, và ngôi đền thì sau lưng của mình chúng ta vừa đi qua đấy, trong khuôn viên khách sạn. Vì đền nằm ở khu khách sạn nên đặt là cùng tên với khách sạn, gọi là đền Erawan. Đây bên tay phải mình phía trên cao đây, ở giữa đường đó trên cao, đó chính là hệ thống BTS, hệ thống tàu điện chạy trên cao trong lòng thành phố. Cái trụ rất là lớn đây nè, trụ rất là lớn. Thời tiết ủng hộ, mời cả nhà mình là chúng ta chuẩn bị để lại trên xe những gì không cần thiết mà xuống xe di chuyển theo cờ vào trong đời đảnh lễ thưa cả nhà. Đây xuống mời cả nhà. Mình sẽ xuống xe đi lại hầm đền của Di Hằng Bốn Mặt, hay còn gọi là đền Erawan của chúng. Trên đây là hệ thống tàu điện chạy dòng dầu thủ đô thành phố. Kìa, có chiếc tàu đang chạy kìa. Thấy đi là khoảng ba to của chú, ba hoặc bốn to, tàu điện đang chạy phía trên, bốn to. Khách sạn này là có tiếp thủ tướng hay là các chính trị gia ở trên các nước khác về đây của chú? Quá cao, quá lớn, đừng hỏi chỗ luôn. Vỉa hè ở thành phố Thái Lan nè, sạch sẽ ha. Thì người ta ít có bán đồ ở trên vỉa hè, xe cộ rất là đông. Tòa nhà nào? Đó, tòa nhà đang chạy cái chữ rồi, chăm chăm. Wow, dữ vậy hả? Ồ, bữa nay thời tiết ủng hộ mình, mát mẻ vô cùng luôn. Giờ thì còn âm u nè cô chú. Chưa thấy ánh mặt trời luôn á. Tầm khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng nè. Nhưng mà thật ra bây giờ là gần 10 giờ rồi. Đây là xe túc túc ở bên Thái nè. Quay lại đi em chụp cho tấm hình nè. Chụp ở đây nè. Hết đẹp rồi. Để đi. Đây. Còn tóc không chưa? Ok. Wow. Mình đã đến đền nha. Trong đây người ta đang múa nè cô chú. Có người đang cầu xin.
tay được không? Được, được. Đây. Hả? Thôi em cậu đi, anh chụp hình cho em trai cái. Sao thay đổi đâu nhanh vậy? Chút cháu. Đứng ở đâu không? Ok. Rồi, đưa đây, đưa đây. Rồi, ok, ok. Rồi chưa? Gửi ra. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Đây. Coi thử cái góc này ok không? Chỉnh góc sao? Anh để vô giữa hình luôn anh. Để giữa luôn không? Vô lại. 1, 2, 3. 2, 3. Tao coi thử cái coi. Để chụp cảnh rồi. Ok. Ê, chờ nè. Anh đứng đó, cái anh đi bộ này, cái quay chạy. Đây, chỗ này là người ta bán những cái bông, những cái hương đèn cho mình dâng lên ngài Di Hần Bốn Mặt ở đây cô chú. Thì giá trung bình dao động là từ 200 cử bạc cho tới 500 bạc một phần như vậy nè. Hoa lan rất là đẹp đó. Ôi sao mà mình sẽ di chuyển qua bên đây để đợi ship hàng rồi dâng lên cho ngài. Ở đây thì tượng của ngài rất là linh thiêng nha cô chú anh chị. Đây phải đòn của em đang mua đợi ship hàng với dân nè. Mì dân hương thôi chứ không có hấp hương được nha cô chú. Thì em cũng xin phép đứng ở đây em nguyện cái nha. Dạ thì hôm nay con có duyên đến thăm đất nước Thái Lan thì con cũng đến đây gặp được ngài. Thì con cũng xin nguyện cầu cho ngài phù hộ độ cho cả thế giới bình an và nơi nơi ấm no và chiến tranh sẽ không còn xảy ra. Dạ. Rồi em nguyện xong rồi đó cô chú anh chị ơi. Đó, đây người ta đang dâng lên kìa. Nếu mãi thì mình sẽ đứng quỳ gói phía trong đó để dâng lên thành tâm hơn nữa đó. Đây, cái gương mặt đầu tiên của ngài là để tay lên ngực nha cô chú. Đây mình nhìn vô là đây là gương mặt đầu tiên của ngài. Đây nhìn được. Rất đông người đang ái luôn, đứng đợi để xếp hàng vô dân lên cho ngài cô chú. Thì mình sẽ rời qua phía mặt bên kia của ngài. Ở đây mình nên xưng hô là con với ngài sẽ rất là hay cô chú. Ở đây là tàu điện ngầm chạy liên tục. Tàu điện nhé. Và đây là gương mặt thứ hai của ngài, là vừa cầm một những cái bảo tháp ở trên. Dần nến rồi lên nè. Trồng hoa, rồi nến, rồi nhà hương. Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ ở tại Bangkok, Thái Lan. Thì có một cơn mưa hồi sáng sớm. Đến bây giờ thì vẫn còn mát. Rồi phía sau lưng đây thì có rất là nhiều những tượng của những chú voi nha. Đây là xếp trong bốn loại tứ linh ở bên đất nước Thái Lan. Trên lưng thì có khắc chữ tàu hay gì đây nè, rất là nhiều.
hình như là người ta đi cúng trả lễ cho ngài của chú. Đây là vật cưỡi của ngài của chú anh chị đó, rất là long lanh lấp lánh luôn nha. Tiếp theo cái gương mặt thứ ba, nói chung thì gương mặt của ngài sẽ tính theo kim giống như kim đồng hồ của chú. Đây, đây là gương mặt thứ ba của ngài nè. Ở dưới đây người ta có dâng những cái bức tượng cho ngài nữa nè, tượng có tượng những chú voi nhỏ nhỏ đó. Sau đây là tượng mặt thứ tư của ngài. Bên đây người ta có dâng sữa lên cúng đó nè. Đó, những hộp sữa là được khui ra của chú. Rồi bánh, bánh ngọt đó. Thường thì mình chỉ dâng lên thôi chứ không ấy. Thôi anh dâng bằng tấm lòng luôn rồi. Quá trời đồ lễ dâng lên ngày rồi. Mình sẽ mua cái tờ giấy xếp hàng để vô đó nghe các cô đó múa như hát cho mọi người chung. Càng lúc càng đến càng đông. Đây là nơi linh thiêng như bên miếu bà chúa xứ bên Việt Nam mình vậy đó chú, rất là khách thập phương á, đến đây rất là nhiều.
tục luôn á trời. Quá trời, quá đất luôn. Hả? Anh cậu rồi. Sau khi hâm đền của ngày xong thì bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng đi về dài bây giờ ở phía ngoài nha. Phía ngoài thì em thấy có bán vật phẩm đồ này nọ nè cô chú, rồi bán những chú cu nữa nè, chim cu nè. Đây có bán cái tượng của ngài ở trên đó nè. Dạ, chân gà được không? Có quà sen nữa nè. Đang ship mà. Không bút bột sao? Thì có bán những chú voi để mình dâng ra mình cúng ngày nè. Rồi giờ mình sẽ di chuyển lại xe để đi tham quan địa điểm tiếp theo cho cô chú anh chị. Chu cha Polis hồi nãy mới gọi bù đàm của chú anh chị. Xe mình bây giờ bị đuổi rồi. Mấy anh này là bên những cái tòa nhà khách sạn kêu ve lại rồi kìa. Đó giờ hôm nay đi mới thấy gặp tình trạng này nha. Vô Hủ Đô Bà Cốc xe bị đuổi. Đi viết lên chạy kìa. Ở đây ta cấm dừng, cho phép đổ từ 5 giờ cho tới 10 giờ là cấm dừng cô chú. Ồ. Căng rồi, căng rồi. Chạy giết, chạy giết. Chạy giết các em các bạn ơi. Chở lên ghế kìa. Lẹ lên, lẹ lên. Hỏi lại nó hỏi bây giờ. Đi liền, đi liền. Bằng cấp kẹt xe cho nên là đậu. Hả? Chưa, nó mới gọi bù đàm thôi. Bù lít nó gọi bù đàm cho băng nó lại vậy á. Ông bù lít đã đi mặc áo xám xám đằng kia kìa, body đẹp lắm. Thì giao thông em đây mình đậu lâu quá không có được cả nhà. Như chúng ta chứng kiến cái giao thông tại thủ đô này hôm qua tới giờ trời trời kinh khủng như vậy. Hôm nay chúng ta vào trong đền, cả nhà mình thấy bức tượng đó sau cái sự cố nổ bom thì họ đã chỉnh trang lại và dát vàng 24 ở bên ngoài. Và như sơn vừa mới nói giao thông ở đây kinh khủng như vậy, nhưng người Thái họ sẵn sàng làm việc này cả nhà của mình. Đóng nguyên một con đường, mời về đây là 1000 vị tăng thánh để làm lễ an vị mới cho người đời. Wow. Họ sẵn sàng làm cái việc này. Mặc dù giao thông ở đây, tuyến đường đặc biệt chúng ta đang đi đường Đáp Đâm Ri đây rất là quan trọng, mà họ sẵn sàng đóng đường để làm việc này cho được mình. Tự nhiên Sơn có nói, họ tính rằng ngôi đền này nhỏ vậy thôi là trung tâm thu hút tài này toàn thủ đô Bangkok cho cả nhà. Và đi ra ngoài đường để mua mấy cái tượng. Nói gì mà đây có cái chùa vì nó là rất là lớn, rất là đẹp. Chả có ý nghĩa gì đâu. Và người Thái thì có những bức tượng hay những du khách như là Nhật Kim Anh, thậm chí là Thúy Nga của Paris Bay Night v.v. thì đều vào trong chùa thư giãn. Tại sao lại vào chùa? Bởi vì những ngôi chùa, những cái tượng này nè được đúc ra bởi sự kết hợp 5 yếu tố ở trong ngũ hành do chính các tay các sư đúc ra đó cả nhà. Kim là yếu tố đầu tiên trong ngũ hành, tức là vàng. Thì cả nhà mình nhớ lại dưới thành phố Pattaya, cả nhà mình vào cái chùa 999 ký vàng đó, ngoài việc dâng hương dâng hoa, cả nhà mình còn làm cái hành động gì ở trên cái bức tượng Phật nhỏ chúng ta nhớ không?
Giác vàng. À, giác vàng lên cho cái tượng đó. Cái tượng đó nhiều cô chú anh chị mình đi đến đó rồi, nhiều lắm, nhiều lần luôn, mà lần nào đến cũng giống vậy nè, phải không? Chỉ là những vàng lỏng chỏm vậy thôi. Mặc dù du khách đến đó nhiều, người dân đến lễ cũng nhiều, vậy vàng sao không được phủ đầy lên vậy? Ừ. Mà cứ lỏng chỏm, và chùa họ không phải chờ mình tới giác lên để cho đẹp tượng đâu, không phải. Mà số lượng vàng này nè, 10 năm sau, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau cả nhà trở lại đây cũng chỉ lỏng chỏm như thế này thôi. Kỳ đó. Bởi vì vàng này họ chỉ để có một năm thôi thưa cả nhà của mình. Và sau một năm giác vàng lên tượng như vậy, trong Phật giáo có mùa ăn cư kiết hạ, số lượng vàng đó các sư sẽ cạo xuống đặt trong những cái bình bát nhỏ và tập trung về chánh điện của ngôi chùa Phật Ngọc. Tại đây cộng thêm số lượng vàng của người dân và đất nước Thái Lan cúng dường cho chùa hàng năm, giống như là cái hình ngày đầu xuân đưa gia đình mình xem đó, mỗi dịp hàng năm người dân đây họ cúng dường vàng như thế này để cả nhà mình. Và số lượng vàng không thể nào không kể đến là cũ. Dạ rồi, thì bây giờ là mình đã tới chùa. Ngôi chùa này là trực thuộc của Hoàng gia Thái Lan. Bây giờ thì là trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa, cô chú anh chị ơi. Trong chùa này thì mình không quay phim được, cô chú chỉ quay ở phía ngoài thôi. Ôi, căn nhà ma ghê quá. Nhà ma này thì là nổi tiếng ở đất nước Thái Lan luôn, có đóng bộ phim luôn nha cô chú anh chị. Đó. Trời ơi, sao ê, đó vậy là có người em hay gì đó. Có gì là của người em gì đó. Của ông anh. Cái này là của ông anh nè, khách sạn của ông anh nè. Đúng rồi. Bên đây bán đồ ăn, nước uống gì kìa. Ở đây có lấy tiền Việt Nam luôn cô chú anh chị, bán me Thái nè, rồi nước ép lụ, nước ép quýt. Đối diện với ngôi chùa đó là bên đó là trường học. Ở đây có cái chiếc thuyền, như nhà vua đang đứng trên chiếc thuyền. Tới chùa cái mưa luôn ha. Đó. Nhà ma đấy. Rồi, xong rồi đó. Ok. Đi bỏ dép thôi. Dạ rồi, quý cô chú anh chị mình đây. Thì em mới vừa tham quan ở trong chánh điện của chùa ở đây, trực thuộc Hoàng gia Thái Lan cô chú. Thì ở trong đây rất là nhiều những tượng Phật, có đúc những nhà sư ở trong đây cô chú. Và đặc biệt hơn là có rất là nhiều xá lợi Phật ở trong đó cô chú. Thì khu vực ở bên đây là đi vô cái chỗ nhà vệ sinh nè. Thì ở đây người ta có để cho kinh mình thỉnh về cô chú. Kinh Phật ở bên đây nè. Giờ em sẽ vô đây review một chồng cô chú chị xem. Nhà vệ sinh thì đi hẳn ở trong kia, quẹo tay phải nữa mình mới đụng. Ở đây thì mình được phép ghi hình ở khu vực này. Đó, ở đây thì có những cái bức tượng Phật nhìn rất là lấp lánh cô chú. Đó, Phật nằm. Rồi. Hình như những tượng Phật này người ta có để giá trên đây 160 bạc hay gì đó cô chú. Thì ai thấy thích thì có thể hỉnh về. Ở trong đây thì mình dùng từ hỉnh chứ không được dùng từ mua đâu cô chú ơi. Có cây ATM bên đây nữa nè. ATM Bangkok nè. Không có bán. Đó. Cô chú anh chị nào mà có thẻ ngân hàng có thể lại đây rút, có thể rút được visa luôn nha. Đây visa nè. Giờ thì đang mưa ở phía ngoài. Trước khi mình vào trong á
là mình phải bỏ dép ở cái tủ này nè cô chú anh chị, bỏ dép ở đây rồi mới vào trong chính điện được. Mình thích hợp với những cô chú anh chị lấy hàng về Việt Nam bán. Ở đây là chợ sỉ ở bên Thái Lan nè cô chú. Chân ông gám gì đấy. Khu vực cầu vượt phía trước cả nhà sẽ rẽ trái và con đường dẫn vào. Bây giờ thì là mình chuẩn bị đi ăn trưa. Tôi xin phép nhắc lại cả nhà mình. Chúng ta sẽ xuống xe di chuyển theo cờ vào phía trong. Sơn sẽ lưu ý cả nhà mình sau. Có thể phải chờ đợi chút xíu đi. Những gì mà chưa chúng ta chưa xuống xe ở phía trong đó, hồi mình sẽ ăn trưa ở trên cái tòa nhà rất là cao này, 86 tầng, quá trời cao luôn, nhìn nổi cổ luôn á. Một xíu mình sẽ xuống dưới mình nhìn cho nó kỹ hơn, chứ trên xe này cũng hơi khó đấy, khó có người điều tiết xe cho mình đi nữa nè. Rồi chuyến xe xanh xanh vậy nha cả nhà mình của đoàn luôn chứ. Vậy chưa, vậy chưa, quá nhiều xe đoàn luôn. Rồi các đầu bếp đang vo gạo đi chợ mua rau rồi hết rồi. Cứ bình tĩnh chờ đợi nha. mua rau đầu bếp đi mua rau kìa. Ai chú hả? Anh dính con vô đó chi vậy? Rồi đi bộ hay đi thang máy thì cũng xuống theo cờ giùm con trước đi à. Rồi mình chu cha xuống đây còn mưa nghe cô chú anh chị. Đây là tòa nhà có độ cao là 68 tầng, quá trời cao luôn. Ý 86 tầng chứ. Lộn. À, cái vậy là cao hơn lên mấy 81 luôn không? Bên Việt Nam mình thì có tòa nhà cao nhất là 81 tầng thôi. Đi thôi. Ồ, bên đây bán ví với vỏ sách được quá trời nè. Đó. Và ly. Ok. Ở đây thì mình được ăn tới mấy tầng lận cô chú anh chị, tùy theo cái lượng khách mà người ta sắp xếp cho mình ăn. Ăn tầng từ tầng 70 mấy. 71, 72. Ăn nói chung là ăn 5 tầng đó. 70, 71, 72, 81. Vậy đó ha. Nhiều khu ha. Ok. Giờ mình bắt đầu vô cái tòa nhà cao 86 tầng ở tại Thái Lan rồi đây cô chú ơi. À. Xếp hàng vào đây. Đây là line. Mình sẽ xếp hàng vào line. Cái kiến hả? Kiến vô line đây nè, để họ mình đi vô hàng máy đó. Là một like thôi, một hàng thôi, để cho những cái đoạn khác ra ship tiếp theo. Đó, trước khi ăn là mình phải vào ship hàng để đợi lên thang máy. Ở trên đây rất đẹp nha cô chú ơi, có như một bầu trời à, có những cái gì hầm trồng búa xét đồ trên đây nè. Đó, bên mình gọi là hiên lôi á. Giúp mình chắc đi đặt cái trước rồi đó. Rồi giờ mình sẽ vô thang máy nha. Rồi từ từ nha, mình xuất hàng lên tầng 19 nha. Lên 19 đợi không? Lên tầng 19. Ở đây là chỉ có đi được tầng 17, 18, 19 thôi.
mình sẽ lên tầng cao nhất là 19 rồi mới đi hai máy khác. Chứ mình đi ông chú á, chú tôi cười dữ ông chú tám á. Thôi có không suốt nữa. Đâu? Ồ tới tầng 17 rồi kìa. Đây là hiển thị thông số đi nè. 18. Ồ. Mình chưa ra. Có người ra, có người ra. Ôi. Cái máy này nó kẹp một cái là tiêu đấy. Người ta là sạn, không có trong cửa rước mình ha. Rồi tới tầng 19 rồi đây. Rồi ra. Ra. Ra đây rẽ tay trái. Ra đây chắc bắt đầu mình ngồi đợi. Ồ. À. Ở đây có đồ ăn phi nữa kìa. Rồi đi, để đi coi chơi vòng coi. Có vé luôn rồi kìa. Đi thôi. Khu vực ở bên đây có đồ ăn free nữa nè. Nước uống với bánh. Rồi, chắc em mang hai hàng đi quý vị. Nói chuyện khó giùm em chút nha. Hai hàng đi. Mỗi người một vé. Đấy, chị Apple đang xé vé đấy. Có vé đó mới lên ăn được nha. Cần đi bộ không đi. Mình sẽ ăn tầm 76 và lên trên đó thì tìm cái lắc cờ nhé. Tìm lắc cờ, tìm bàn trước cùng con. Cảm ơn. Đây là giá vé để mình lên ăn buffet trưa nay. Xô cái mã vạch này ra giùm con nha. Xô cái mã vạch để họ check cái vé cho chúng ta. Ok, xô mã vạch này. Đi với mình nè bạn. Đi đi. Hai tay mới gà được. Đó, hồi ta sẽ lấy cái máy đó, người ta gà cái mã vạch đó. Tiếp đó. Bình tĩnh. Cho đoàn kia đi trước đi, mới tới đoàn của mình. Tầng 77. À, mình ăn tầng 76 là có để số đây. Hôm nay là mình được ăn ở tầng 76 nha. Phan, Phan. Đâu? Không? Chưa chưa. Đợi đoàn kia lên hết rồi mới mình mới vô. Đó. Thank you. Vô. Rồi. Chị này như tiếp viên hàng không vậy ha. Đồ lịch sự quá. Ừ, cái mặc đồ đẹp quá nè. Đó, đoạn mình đang vô đây. Đang đợi hàng máy. Ở đây là có ba cái hàng máy nha cô chú. Ba hàng máy là thường những cái tòa nhà cao cao á là người ta làm rất là nhiều cái hang máy. Yeah. Sorry rồi. Rồi vô luôn. Yeah. Thứ chuẩn có 10 người thôi nha. Ôi, coi số tầng kìa. 24 người. Ở đây đi tối lượng là tối đa là 24 người. Đây. Một tấn sáu. Bên này cái độ tầng là từ 18
đi tới 77 rồi à. Không có 76 mà không được ghé. Ê, sao bỏ hết cái màu đen rồi kìa. Đúng, cái đó là tầng gì mà người ta bỏ ta? Ủa nó chạy lẹ quá vậy? À, biết rồi, màu đen vậy là người ta bỏ tầng từ 20 đổ lên tới 49, 50 rồi các loại. Đây, này là số mã nó nhảy lên liên tục luôn. Ôi, tốc độ luôn ha. Ôi, rồi lẹ ghê luôn nè, ù cái tay luôn nè. Tới 76 kìa. Tốc độ bằng thờ luôn. 77 xuống 16. Đi 77. Không, mình tới 76 luôn rồi chú ơi. Tới luôn hả? Tới luôn rồi chú ơi, đợi một. Tới luôn. Tới một số đoạn đi bộ luôn. Rất lẹ. Tốc độ hang máy đây kéo rất lẹ. Đây, mình đã tới tầng 76. Giờ mình sẽ đi bộ đi xuống lại. Ê, mình đâu có đi bộ gì nữa. Mình tới ngay tầng luôn. Hồi nãy dự định là đi lên tầng 77 nè. Nhưng mấy người này là phải đi bộ lên nè. Còn mình là khỏi cần phải đi bộ lên. Hello, hello. Gọi anh tên gì hả? Gọi anh tên là Khám Phá Vĩnh Long. Ok em. Wow. Trên đây giống như là mình tới May luôn như ta. Nhìn kìa. Quá trời, tòa nhà cao tầng luôn ông ơi. Ok, ok. Hai chồng ngồi kế bên nhau, rồi đối diện nhau. Ôi ôi, coi kìa. Quá trời, quá xá luôn. Lên đây là ngắm được cả thành phố Bangkok luôn. Thủ đô Bangkok. Bangkok. Ôi, xe dưới kìa. Nhỏ xíu à. Rồi, dữ dàng. Rồi, đi đi. Dạ không, không ai. Con với vợ ngồi đây thôi à. Quá đẹp luôn, cô chú anh chị ơi. Quá trời nhà luôn kìa. Ở tại Bangkok này thì chỉ có một cái dịch vụ ăn uống là duy nhất ở đây là ăn ở trên tòa nhà cao như thế này nha cô chú, buffet tòa nhà cao như thế này thôi. Quá đẹp. Đối diện thì bên đó là những cái chỗ người ta phục vụ thức ăn cho mình, sushi kìa. Đó, ai ăn sushi lại đó. Rồi ai mà uống nước ép thì qua bên đây. À. Dạ. Chưa. Rồi đợi bà xã đi chợ mới đi. À, ở đây có cái chỗ ấy cà phê nè. Đó. À. Bà chị đi hả anh? Bà chị đi hả? Và bây giờ mình sẽ coi trên bàn coi cái gì trên đây. Một số thức ăn ở đây người ta để sẵn nè. Có mực, có tôm rồi nè ha. Bữa nay là ăn VIP luôn nha. Ăn buổi ăn trưa 5 sao ở tại tòa nhà cao 86 tầng. Ăn từ từ thôi. Đừng gấp quá, đừng gấp quá. Lấy đồ ăn thoải mái luôn. Quá đẹp. Đẹp không chú ta? Trời ơi. Quá thì cao luôn. Lấy cái ngồi ăn cảnh còn đi lấy cái gì vậy? Đúng rồi. Ngàn ngắm cảnh nè, quá đẹp. Rồi là hai cặp vợ chồng mình là hai cái này không? Yeah. Kìa, yeah, tàu sắt đang chạy dưới kìa. Tàu điện chứ. À. Ở đây cao quá trời cao, bữa nay sáng nay mưa đó cho nên là nhìn xa xa những cái tòa nhà cao tầng bị hơi mờ mờ do sương mù. Ok, ok, em lấy được gì rồi? Rồi bây giờ tới mình đi. Mình đi review mới được. Ăn đi em, khỏi đợi anh. Đây, đồ ăn trưa hôm nay đây. Cái này món gì trời? Khoai tây chiên cái gì đó.
Em không biết luôn, giống hơi tay chiên á. Ok. Cái này là hủ tiếu gì mà giống như khoai cao hôm hôm nè. Sushi kìa. À, cho anh một phần sushi đi. À. Ờ, ở đây người Thái không ha. À. Sushi, dĩa này là dĩa siêu to. Đó, còn mình ăn là dĩa bình thường thôi. Được 3 lát sushi. Đấy lộn, 3 lát cá hồi. Và một cục sushi. Và một miếng rong biển hay gì đây. Đem qua giùm anh luôn đi. Đem qua giùm cho em đi anh ruột. Cảm ơn anh. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ đi qua bên đây. Cái này là nước chấm nè. Đó. Nước chấm cái gì ăn lên tới não luôn đó. Lên. Đây là những cái đồ ngọt ngọt ăn với bánh mì rồi đó. Đây có một cái khay bánh luôn. Ô, một tủ luôn. Bánh bánh ngọt các loại nè, bánh bông lan rồi nè. Ở đây người ta làm nhỏ nhỏ gọn gọn. Cũng rất là dễ ăn nha. Ồ, nhìn giống rau câu quá ha. À. Bên đây có khay này để làm trà sữa uống nè. Ôi, bên đây đậu nè, nhìn thấy ngon quá. Đó, hạt đác nè. Ồ, ôi, cái này mít hay gì nè. Hấp dẫn, hấp dẫn. Tiếp theo là có kem nè. Ồ, kem ký luôn. Đó, đủ màu sắc hết. Ôi, ở đây là cái món đặc biệt là xôi xoài là đặc sản Thái Lan nè. Cho một dĩa đi ạ. Xôi đây. À, biết rồi. Người ta để sẵn ngoài đây nè cô chú anh chị. Có ăn thì mình sẽ lấy nha. Phần thì cũng ít ít thôi à. Mình nói tiếng Việt ở đây người ta không biết đâu. Đây là trái cây nè. Trái cây cũng rất là ngon ha. Đủ loại hết luôn. Đây, đó người ta đưa để đó sẵn đó chị. Đó, dưa lê, dưa lưới nè. Rồi mận nè, nu rủ. Dưa hấu, khóm, nhãn. Đủ thứ hết trơn luôn. Cái này là chè. Giống như chè hình bên mình vậy đó ha. Chè nữa nè. Ồ, tiếp theo là cơm. Cơm trắng đây. Bên đây là cơm gạo huyết rồng. Đó, nấu ra như nếp vậy ha. Rồi. Tiếp theo. Món này món gì lạ ta? Để quan sát xíu coi. À, món này là món mực rồi sò rồi gì đó, dẻm rồi đó, người ta xào đó. Rồi tiếp theo đây là món gì đây? Giống như sườn heo kho với ớt quá nè. Rồi tiếp theo món này là món bạc thái gì đây nè. Giống giống hôm qua mình đi chợ mình có gặp đó cô chú. Rồi tiếp theo đây là nguyên một cái khay hành nè, hẹ, bắp chuối nữa nè. Rồi chanh tắt rồi lấy đi chị. Rồi nguyên một vòng luôn. Quá rộng. Ở đây là cơm. Cơm chiên. Cơm chiên chân trâu. Bên đây là món nghêu. Vỏ không? Vỏ không hả? Gớt hết trơn cái rồi, vỏ không à? Trời ơi, nghêu hấp vỏ. Anh như này nghêu xào vỏ. Tiếp theo là mì. Mì Ý. Tiếp theo đây là món mì Ý. Tiếp theo nữa, món cá hồi. Cá hồi nấu kho gì đây nè. Kho củ cải đỏ. Tiếp theo là món gì đây? Giống như là bò mình nấu món gì trời? Gà hả ta? Gà nấu lago. Đây, gỏi đu đủ hái. Đâm trộn ba khía. À, ở này mới trộn ba khía, nãy là trộn tép nha. Bên đây là trộn với tép.
đó. Tiếp theo bên đây có thịt hà đâu nè. Ồ, cái này là món gì vậy Khoa? Hủ tiếu. Hủ tiếu ngon lắm nha. Mình sẽ làm một tô. Dạ, đang nấu á cô, nấu xong chắc người ta đưa ra đó. Rồi cô ở đây cô đợi lấy đi nha. Đó, hủ tiếu. Đây là bún nè. Nấm các loại nấm luôn. Ôi quá trời ơi, vịt quay. Vịt quay không có quay được. Đó, ga tô sẵn luôn. Ngon à nghe. Xin phép ẩm tô này luôn. Chút là lại ẩm đi. Hết tay của chú anh. Ẩm với xòi hết tay. Ôi ngon quá nè. Hải sản có tôm nè, có mực nè, có dẹm nè, muối chấm nè. Đó. Ở đây người ta đang ra dĩa đây. À. Ôi, công nhận mực này là mực đại dương, cái gì cái rau bự quá bự nha. Hết hồn cái rau luôn nè. Nhìn hấp dẫn vô cùng luôn. Ớt đồ nè. Quá đẹp, quá hấp dẫn luôn. Rồi, tiếp theo. Cái này là cái gì không biết luôn, giống như sữa hay gì á. Đây là tương cái gì nè. Ồ, cái món gì lạ dữ ta. Nui. Đó, người ta đang dễ sẵn mình vậy. Bé đang sắp á. Ồ ôi, nui à. Phô mai. Nui với phô mai. Cái này là khoai tây, khoai lang gì chiên cái gì đây nè. Khoai tây chiên. Còn cái này là cái gì ngô người ta quết ra nè, mèn mén á. Đậu Hà Lan với chả cà gót, bánh mì sấy. Ồ nhiều đồ ăn quá. Nước sốt, nước chấm. Ở đây có cái lò mì hấp đấy. Ồ bên đây có quầy nướng nữa nè. Hello. Đang wow, đợi. Hấp dẫn đấy. Cái này nấu cái gì đây? Nấu súp á. Nấu súp. À. Bên đây đang nấu súp. Lấy súp xếp hàng đấy. Đồng đấy. Bên đây thì rau cải salad rồi nè. Dạ. Wow, hấp dẫn quá. Món này là ngon nè cô chú. Đó. Salad mà. Salad đó chú. Ôi chọn hấp dẫn quá. Đây gia vị các loại. Quá hấp dẫn luôn. À. Cái này là gì, há cẩu hả? Há cảo. À xíu mại. Xíu mại chứ há cảo đâu. Xíu mại. Xíu mại hấp. Ok. Ok, tiếp theo. Bên đây coi, bánh bao luôn. Rồi. Bên đây cũng bánh bao luôn. Đây là super. Đây super đây. Bên đây là một số đồ người ta nấu, người ta để trong nồi của chú. Hơi khó mở ha. Con super luôn. Con chicken, lia super. Lia super luôn. Super gà. Đây gà hầm hút bắc. Khoảng đây. Đấy. Khách chờ lúc thành ông. Tiếp theo là bánh mì sa huyết, khoai tây chiên, cái loại này nhỏ hơn nè, chả giò chiên nè. Ở đây có hai khay nước chấm ăn với hai món này luôn, nước mắm với tương. Ồ chả chiên ngon quá. Dạ. Cánh gà chiên. Ồ ở đây chiên đậm màu quá. Đó. Rồi hết. Cái này gì đây? Đây là cái gì? Bánh ngọt. Pizza. Cái này là bánh giống như bánh bên mình kêu bánh phồng á. Ok, để mình quýnh hết vòng rồi đó. Đi coi bên đây còn gì không nha. Chị ấp bồ kìa. Không phải. Ê chị. Trời ơi, đi vòng lấy được có dĩa xôi à cô chú anh chị ơi. Trời ơi.
Đây, phái đoàn của mình đang ăn rất là thịnh soạn đây nè. Xin mời, xin mời. Vô. Mời cô chú ăn trưa nha. Đây, người ta để cho mình một cái bịch là có nĩa muỗng với cái dao với một cái miếng ăn giấy. Ồ, anh chị lấy hấp dẫn quá nè. Quá đẹp luôn. Giờ mình sẽ cui cái bộ này ra sử dụng nha. Đó, giờ mình sẽ ăn thử cái món sushi này trước coi. Này chấm gì ta? Rồi, nước chấm. Nước chấm của anh lấy rồi. Đấy này đó, chú anh. Đổi, đổi của bà vợ quá. Rồi chấm chung với bà xã em mới được. Ôi, cá hồi đây. Đây là miếng cá hồi tươi. Chấm vô có bùa tạc đó nè. Đánh ra, đánh ra. Đánh gà ha. Đánh gà nồng lắm nha. Xin mời nha. Thịt cá hồi lắm mềm. Quá ngon. Ngon quá, ngon quá. Cá hồi này ăn nó tan trong miệng luôn á. Thôi để mình đi vòng nữa mới được, để mình đi lấy đồ. Để hồi lại chụp hình cho đẹp của chú ơi. Chuyện này là đi lấy nha. Chắc tạm thời là ngưng review xíu mới được. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì sau khi tụi em gom góp những món ăn thì đã gom lên bàn. Giờ mời cô chú anh chị mình cùng hưởng thức với tụi em sẽ review thử từng món này ăn như thế nào nha. Khỏi uống đá luôn đi. Bên đây là một cái loại nước uống gì tím tím ngon ngọt nè, ở bên ngoài bên kia đó. Giờ mình sẽ uống thử nghe cô chú. Đó. Ôi, thơm ghê á, mà không biết nước gì. Đó là nước ép giải ha. Thôi ăn nha, ăn nha. Ăn ăn. Người ta ăn xong hết luôn rồi. Giờ tới mình thôi. Vô đây em sẽ thử miếng xoài xoài trước nha. Đây, đặc sản Thái Lan. Ngon. Nước cốt ở đây á mặn mặn. Ngon. Để chửi em 2 miếng. Ok. Ôi xoài ở đây ngọt ngất à. Ngon quá. Rồi. Để món này qua bên đây cho vợ thử nè. Tiếp theo ăn món hủ tiếu đi. Hủ tiếu này bé hướng dẫn viên khoa nói rất là ngon, cho nên là mình cũng quyết định lấy thử một tô. Cái màu nó hơi đen đen ha, giống như là huyết heo gai đó. Mở miếng phải không? Thịt bò. Để thử nước súp. Ngon quá, thơm đậm đà. Nè cái này ra là từ ba cái ở trong tỉ ra hay gì nè. Nó ấy ấy nè. Ngon. Nước súp ở đây rất ngon. Trộn hủ tiếu à, cũng chưa có nở lắm. Trộn hủ tiếu này dai nha. Nãy giờ để lâu rồi đó, nhưng mà còn dai. Đây là thịt bò. Thịt bò ở Thái Lan. Ngon cực kỳ. Quá ngon quá. Rồi tiếp theo sẽ thử một miếng này kêu là bạc xỉu hay gì nè. Bạc thái. Bạc thái nhưng mà bạc xỉu nha. Ăn cũng được. Cái này giống như cọng hủ tiếu của người qua bên mình á. Người ta xào với hành với hẹ nữa. Món này thì không lại món hủ tiếu. Tiếp theo là chả nè. Chả này ăn thơm quá. Cái này là gỏi gỏi tép nè. Mà rất là ít thấy tép nha. Nè, có được con tép. Tép này là kêu không? Tép gông, tép bạc nữa. Con ruốc á. Giòn quá. Đồ đủ giòn. Người ta chọn ăn thấm như vậy rất ngon nha. Rồi, tiếp theo nó là món cánh gà chiên đi. Đó. Cánh gà chiên hơi tới luôn á. Ăn hơi cứng nha. Đó. Nè. Dạ, em ăn cái món này kêu là món bít tết. Bít tết hả? Dạ. Ăn đi. Người đó mới ha. Ăn không hết đâu. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ review cái miếng bò bít tết này nha. Đó. Thịt bò quá dày. Nước sốt nó ngoài. Ăn rất là thơm. Hết bài luôn. Dài. Dài nha. Sao? Dài quá. Dài quá. Đây miếng lủng rồi. Đây miếng lủng rồi.
xỉu lắm. Rồi, giữ món tiếp theo đi. Đây là mực, mực đại dương chấm với cái nước chấm ớt nè, giống như muối ớt xanh bên mình vậy đó ha. Đại dương nha, mở miệng quá. Nó chịu lắm rồi. Nó dài lắm nha. Nó có độ mềm mềm, giòn giòn. Tiếp theo thử coi con này con gì vậy? Giống con dẹp bên mình quá. Mà cái thịt của con này rất là nhiều nha. Nó đầy gần muốn khuôn cái vỏ luôn á. Trứng nè, trứng. Đây là cái gì? Trứng. À, tôm nó trứng nha. Ngon à. Chua quá à. Chua dữ lắm hả? Chua à. Ồ, chua. Để hồi thử sao đi. Giờ thử món này cái nha. Nó béo. Dẹp này ăn béo. Rồi thử cái này cái coi. À, nước này chua thiệt nha. Nhưng mà ngon cô chú ơi. Khẩu vị của người Thái. Rồi thử cái món này nữa coi. Tôm dùm à, có mực đâu nè. Hai món này cũng na ná nhau nhưng mà cái món bên đây nó chua hơn cái món tôm dùm bên đây. Làm miếng mực coi, mực đại dương. Mực đại dương thì nó mềm hơn mực luộc ở đây. Nhai nó đỡ mềm miệng hơn. Rồi từ tới là mình đã review xong các bạn ăn này rồi. Ê, đũa đâu ạ? Giờ để máy đây, mình sẽ ngồi thưởng thức. Đầu tiếu này. Đầu tiếu ngon của chú ơi. Tiếu ngon ha. Được kì. Nó bó hơi nè, nó hết à. Ủa vậy? Em không hết chứ, từ làm việc có. Nó bó dở quá à. Mẹ anh bị cảm bụng. Anh chị mới lấy món mới lại nữa kìa. Hủ tiếu này béo hoa nè. Hủ tiếu là mình ăn á. Ừ. Béo hoa chỉ là món anh ăn ăn mà. Ừ, ăn ăn đó. Đây nó gì đây? Cái món đó. Dạ. Cái món cái này ăn lại tôi nãy hả? Ăn. Rồi, tôm ngon nè. Cái của cô là cô vịt mà. Cô đâu có đây này là bò. Cái này bò, hủ tiếu bò. Ngon lắm cô ơi. Ngon lắm. Cái này là gì đây? Đây cá hả? Đây cá hả? Đổi đi. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình đây, sau khi dùng trưa xong ở đây thì mình sẽ tiếp tục di chuyển lên trên một tầng nữa để chụp hình lưu niệm. Ở đây thì có bán bia rồi nè cô chú. Bia ở Thái nè. Bia ở đây người ta uống chai bằng sành. Tầng trên đây thì mình phải đi bộ. Quá rộng. Lối đi cũng rộng rãi nữa nè. Lên để đi về sao? Lên đi chụp hình đó. Wow, trên đây có kinh khí cầu luôn nữa kìa. Đó, đây là hình ấy nè, xe phí đâu? Ok. Hình của cái tòa tháp đây nè cô chú. Đó. Đúng không? Kìa, đúng không? À, dẹp nhá. Đó, bên đây có đôi cánh thiên thần để cho mình chụp hình nè. Nhìn ra là view ở dưới là rất là nhiều tòa nhà cao tầng. Công nhận ở thủ đô Bangkok này quá lớn nha chú ơi. Lên đây mình mới thấy cái sự rộng lớn của nó ha. Wow, quá trời nhà cao tầng luôn. Đó, bên đây là một cái góc khác nha. Bên đây nè mới giữ ra chỗ mà ngồi bên chỗ mình ăn á.
Đó, nhìn đây nhà cao tầng dữ nữa. Đó. Hết hồn không cô chú anh chị. Quá trời nhà cao tầng luôn nè. Hàng ngàn căn nhà. Quá trời quá đất luôn. Đó, đây có bạn đang chụp ở trên cái chiếc cầu nè, rất đẹp luôn á. Lấy cái mấy chục tầng nè, lấy mấy chục tầng nè. Đó, lấy cái đó này là dữ luôn á, đẳng cấp á. Quá đẹp. Đây, qua đây có trò chơi nữa nè. Gấp cái gì nè. Ê, lên chụp anh kinh khí cầu đó coi. Chụp anh á, hình ở kinh khí cầu á. Cái này quay hả? Quay vô lớn luôn hả? À, cái này quay chưa? Ồ! Oh! Hay hả? Giờ bỏ tiền vô mình quay. Bây giờ cho em bé nè. Ồ. Hình robot á. 100 bạc á. À, bỏ bao nhiêu? 100 bạc á. Có này có 20 bạc, 50 bạc á nè. 20 bạc bỏ được hả? Đúng không? Hình như còn quay được á. Cái này 100 bạc. Ê, còn quay được nè. Quay nào hết thôi á. Mà nó không chạy xuống. Không chạy xuống. Đúng rồi, quay thôi chứ đâu có xuống. Ê, cái của mình còn quay được. Ừ. Của em béo đó. Bên đây có xe rồi nữa kìa. Ôi. Xe mô hình. Xe này ba bánh. Chở được người bên hông. Còn chiếc này là chiếc xe túc túc ở bên đây. Ồ, màu sắc sơn rực rỡ ha. Đẹp đấy. Ồ, chiếc này chiếc bự nè. Quá dữ, nhõng đầu luôn. Wow. Đẳng cấp. Xe túc túc dở bánh đầu. Ồ, bên đây có cái gì vậy ta? Máy chiếu cái gì nè. Trời. Có người đang ấy trong đây ha. Chiếu ở đây là một số hình ảnh cổ của đất nước Thái Lan. Có máy bàn mai nè. Giống y chang bên mình luôn á cô chú. Dạ dạ. Hình ảnh kìa. Mấy cái đồ nấu nướng cà mên rồi đó. Wow. Wow, bên đây một góc khác của đất nước thủ đô Bangkok Thái Lan nè. Ôi ôi, đường xá mạng xá giao thông kìa. Nhìn rất là hiện đại nha cô chú anh chị. Đây. Quá trời ha. Ơi. Nhà cao tầng bên đây cũng rất là nhiều. Đi xuống đường này luôn đúng không các khoa? Ok. Đường nào xuống này không hả? Xuống này luôn. Ồ, cái này là cái trụ móng của cái này nè. Vậy hả? Ôi. Đó. Hơi nghiêng. Trời đất ơi, bên đây dữ dàng thiệt. Dữ dữ ta, đẹp trai dữ ta, đẹp trai đẹp gái dữ ta. Y như hẹn luôn nghe. Mình y như hẹn luôn. Vô vô, chụp anh Tám ơi. Điện thoại em dữ luôn á em. Ờ, ở đây có tờ hờ hai nhà sư ở đây của chú anh chị. Bên đây là xe kéo nè, cổ xe kéo. Bên đây là có xe xích lô. Ồ, không có gắn dây xích nha. Bên đây có những cái đầu hình mặt nạ. Rồi, xuống.
bên đây. Ăn no chưa cô chú ơi? No. Bữa nay là ngày ăn ngon nhất trong mấy bữa ngày ha. No. Mình mới vừa vào trong hang máy đây. Bây giờ sẽ đi xuống. Cảm giác thật là trời ơi. Ồ, bánh đi xuống tôi thấy nó nhíu nhíu vậy. Rồi. Biểu biểu thì xuống nha. Rồi. Lâu sổ lắm. Bị gung rồi đó. Trời bị gung rồi đó. Rồi. 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 Đó. 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 Trời ơi, trời ơi. Từ từ chú ơi. Nhúng quá trời nhúng rồi. Trời ơi, đừng có gung. Anh luôn. Quá cao luôn. Trời ơi, hết sức bình tĩnh, đừng có gung. Đừng có gung, ta nói rồi đừng có gung. Anh không có gung mà em gung anh quá vậy em. Gần tới rồi. Mới tao 10 rồi đó. Mới tao 10 rồi. Ghê trời. Ghê ha. Thấy rõ hơn. Một phát một luôn hả ta, xuống tới đất luôn hả ta. Ghê trời. Không, xuống 19 hay gì ạ? Trời ơi, trời. Tới thôi rồi. Xuống cái tầng 19 mình đang vô động. Vô động rồi, tới thôi rồi. Vô được hàng qua, trời ơi, từ 77 nha, mình xuống một cái một. Tới tầng dưới đây luôn rồi. Xuống nữa kìa. Xuống là chắc tới luôn. 8, 7. Tới 7 là hết. 6, 5 luôn á. 4, 3, 2. Happy New Year. Giống như là lỗ sổ đô tô vậy nha. Trời ơi. Mình vừa ra là có đoàn khác vô liền nha. Quá nhộn nhịp luôn. Trời ơi. Này mà trong người quá trời quá đất luôn. Oh. Quá trời quá đất luôn. Thôi là sớm đồ mình vô đây sớm đó. Chứ không là che khỏi mệt luôn. Quá giờ tiền luôn. Còn mưa không? Sao còn âm u quá. Rồi mình sẽ tạm biệt tòa nhà cao 86 tầng này. Tự nhiên lên đây cái có muốn thêm thời gian chơi vui ghê. Thấy đã kìa. Còn mưa luôn kìa cô chú anh chị ơi. Bữa nay Thái Lan chắc mưa cả ngày luôn à. Bởi vậy. Trời ơi cái mùi cống nó bốc lên kìa. Thôi giả mang luôn. Đây có hãng xe của Mỹ là Ford nè. Toyota nè. Đa phần chạy thương hiệu Toyota à, xe Nhật nhiều. Trời ơi, chiếc này bự dữ ha. Chắc 9 chỗ quá. Hoặc là 16 chỗ luôn á. Xe này bên Việt Nam không thấy á. Và chiếc lá. Hồ Tường Hờ. Lên xe. Trời ơi, nãy chả anh nhìn xung quanh đã kìa ha. Bây giờ che bít kịch hết trơn rồi. Ôi. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, sau khi ăn trưa xong thì tụi em đã lên xe và di chuyển qua tới chỗ này để cho quý du khách đoàn mình đi mua sắm nha. Đây là siêu thị Bixi nè. Đó, thì mình sẽ đi bọc cái bên hông siêu thị. Bọc ra tại vì nãy xe đưa mình vô bên trong để xuống chứ không phải là xuống ở phía ngay cái cổng siêu thị của chú. Từ đây mình sẽ đi tham quan một vòng cũng như là đi đổi tiền nha. Thì chỗ này là có chỗ đổi tiền nhưng mà giá thì rất là hợp lý của chú, không có ăn cái tiền trên lệch cao, cho nên bây giờ là mình sẽ đi vô đây mình đổi tiền. Đó, siêu thị Bixi ở bên Thái thì cũng còn. Bên Việt Nam mình thì đổi thành siêu thị Go hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Đó.
vậy đó hả? Ở bên Việt Nam mình thì đâu còn nữa ha. Nó mua lại hết rồi. Go nó mua rồi. Vào trong tham quan cũng như là mua sắm rồi. Bên Thái có khác gì bên Việt mình không? Việt Nam là tiền đô cũ là bị mất giá lắm á. Thì bán giày dép luôn kìa. Giờ mình sẽ tập trung ở đây để nghe thông báo. Thông báo giờ giấc để mình để đủ em bắt. Yếu này cả nhà mình ơi, sao xin lỗi cả nhà, 5 giờ nhé, 5 giờ tập trung ở cửa này nè. 5 giờ. Ở đây có nhiều cửa ra lắm nhưng có một cửa hàng giày tên Fit thôi, ai sợ qua thì chụp hình lại. Cửa hàng giày tên Fit, ở đây có rất là nhiều cửa. Giờ có mặt ở chỗ này. Bây giờ là 2:30 rồi. Mình đi ở đây khoảng tầm 2 tiếng rưỡi. Còn ai muốn đi đổi tiền? Bây giờ di chuyển giùm em. Ok. Đi đổi tiền nha cô chú anh chị. Ồ, bên này bán đồng hồ sale quá trời luôn kìa. Quần áo. Ồ, siêu thị này sale dữ dội lắm nha cô chú. 799 sale còn 189 à. Nóng lạnh luôn. Ok. Thầy nhớ ngay chữ fit dài đó, có gì không biết mình hỏi người ta. Quần áo rồi chứ em nè. Quá sale luôn. Ồ, bên đây có quán cà phê. Xem hot ton gì đó. Đổi tiền nếu mà cô chú anh chị mình không phải là người Thái ở đây ha, là mình phải đem theo hộ chiếu nha cô chú anh chị mới đổi được, còn không có hộ chiếu là coi như là đổi không được nha. Đó thì ở đây mình nhờ chị Apple này, chỉ là người Thái ở đây chị đổi cho mình thì rất là dễ nha, chứ không có là đổi rất là khó đó. Thì sẽ đi lên thang máy nè, lên trên tầng trên. Dạ, lầu 2. Ôi, lên đây mà cũng có cái mùi trống nó bốc lên nữa kìa. Hay là mùi dầu gì nè. Hay cô hướng dẫn anh đi lẹ lắm. Dạ, cô đi từ từ thôi, có bạn khóa hay sao cô? Hai chân cô rồi. Dạ. Dạ. Và chị cô có bạn khoa nhiều à. Đó. Vô đây đèn chớp dữ trời. Ôi hương, hương xả đâu hơn quá trời hơn. Đây, chỗ này bán mấy cái hương nè. Thơm lắm. Rồi kế bên cái chỗ hương này là chỗ đổi tiền luôn nha cô chú anh chị. Super Rich nè. Đó. Đây là tỷ giá nè. Ồ, quá trời cát đồng luôn. Cát nước luôn. Đó. Chỗ này là đổi giá là nhảy nữa kìa. Ồ, Việt Nam mình kìa. Việt Nam mình rồi. Nó nhảy lẹ ghê luôn. Cái máy chụp lại đi chú. US nhiều. Một cao hơn cái chút, cao hơn đổi ở ngoài. Dạ. Đổi đây là có giá đó. Mấy cô này tiền Anh đó cô. Tiền Đức ha, tiền Đức. Cô bên Đức về là đổi tiền Đức nè. Rồi 50 Đức nè cô chú. Rồi tôm cam. Rồi ai đổi tiền ship hàng 600. Ô tiền Đức đó hả cô? Tiền Đức đó. Lần đầu tiên mới thấy tiền Đức luôn. Thôi cô là có giá nhất luôn không cô? Hồi đó cho mấy cô mấy chú gửi tiền la không ha.
là tiền đô có một màu Canada, nhưng mà tiền đẹp nhất là tiền Anh, tiền Anh nhiều màu. Từ từ đừng gấp quá đó. Đại đội tiền thì đứng đó đổi xong rồi đợi ký tên luôn đó kìa. Thấy không, mấy người này là không phải có hộ chiếu ấy nè, phải đem hộ chiếu không phải người Thái á, đem hộ chiếu cho đổi người chút. À đúng rồi. Vô đây là siêu thị trong đây là chỉ sử dụng tiền bạc thôi cô chú, không có sử dụng tiền Việt. Cho nên là mình có đổi tiền thì có gì mình có thiếu nợ anh Sơn á, mình đổi dư dư ra cái này mình còn mua sắm này nọ nữa. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì tụi em mới vừa đổi tiền xong nha, thì cũng nhờ chị F1 chỉ là người Thái cho nên chị đổi giùm mình, tại mình quên đem hộ chiếu á. Ở đây thì 5 triệu đổi ra được 6.800 bạc cô chú anh chị. 5 triệu tiền Việt đổi ra được 6.800 bạc đó, qua đơn tôi ra sẵn cho mình đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi thăm quan mua sắm, đi xuống luôn phải không? Đây, đây. Ờ, khỏe rồi. Cả nợ nần xong hết rồi ha. Chúng mình sẽ mua đồ khô thế này nè. Thấy á, còn dầu thì sống ở dưới này. Ừ. Thì coi có gì hay ho không? Ở đây ta bán đồ sale khủng khiếp thiệt chứ. Đi thôi. Fit á, chụp fit ra, rồi bọc đây quẹo qua, đấy. Đây, tới đó quẹo ra. Áo sale 20%, áo khoác. Bởi vậy, còn siêu thị Bixi bên mình vắng que. Đây quẹo đây tới nè, áo xeo kìa. Đây là nhạc Thái luôn kìa, chào cái kìa, quỷ tay kìa, kìa thấy mình không kìa, ngõ bánh kìa phải không, giống giống đó, fit đó. Đây con già giống hay giống ơi, phải không nè, mấy cái ấy quá trời luôn nè, chuông nè, mấy tượng Phật luôn này nọ nè. Trời, có hát chùa nổi tiếng của Thái Lan đây nè, 250 bạc. Hello. Đúng rồi, chị thầy xuống là đẹp lắm. Trời ơi, đây. Đây là tầng 4 của siêu thị Bixi đây cô chú. Ở đây thì có rất là nhiều những cái quán ăn ở trên tầng này nha. Đây du khách đang ngồi ăn cũng thưa hết chứ không có đông lắm, tại vì giờ này là đã qua giờ cơm trưa rồi cô chú anh chị. Quán ăn thì tập trung nằm giải khác ở bên mấy tay phải của chúng ta đó. Đây bán thức uống nè, giá thì người ta để điểm biết ở trên cái bảng này. Đây bán thì cũng được đó.
giá niêm yết sẵn hết trơn cô chú chị, 60 bạc rồi này nọ, 70 bạc rồi nè. Đó, một phần ăn là 60, 50, giá cũng được, hợp lý á, không quá cao đâu. Mặc dù ở siêu thị rất là lớn, rất là chích đi, tính chích là gì không tính chích đi à. Anh mua cho chờ. Trà sữa đâu nè, 40 bạc một ly cũng được, giá cả ở đây cũng không quá đắt đỏ nha. Hả? Tiếng Thái không à, ở đây là mình phải xài tiếng Thái mới được nha. Ủa rồi ông bà ngoại em đâu tính? Mua đồ chứ. Vậy đó ha. Mua đồ rồi. Ờ. Ở đây thì bán một số loại món bún rồi cô chú. Dao động thì 60 bạc tới 65 bạc chứ. Siêu thị. Gà rán, xúc xích chiên. Thẳng qua bên đây là tới khu trò chơi. Ồ, con gà bên đây á, người ta bơm cái gì vô nó ú nụ rồi trời. Nhìn đã lắm mà. Đây là khu vui chơi nè, gấp thú rồi nè, gấp ổ khóa nè, rồi chơi húng nhúng luôn nè. Ở bên đây thấy không có cái trò bắn cá như bên mình nha. Mấy siêu thị bên mình là hay có cái trò bắn cá luôn chứ, cái trò đó gây nghiện ghê luôn á. Quá rộng. Khu vực chị già bên đây thì mua sắm quần áo với giày dép. Đây giày rất là đẹp. Đó, những cái mẫu dài này là dài nữ ha. Rồi có áo để đi biển chơi nè, hình cây này cây kia, sao đồ này nọ. Sale còn 198 bạc một cái luôn. Quá rộng. Ồ, bên đây có bán dầu đồ này nọ nữa nè. Hot sale luôn nè. 65 bạc một lốc. Ồ, rẻ. Đó, dầu đó. Có dầu mọc tóc luôn nữa nè. Quá trời. À, muốn xài gì xài ha. Ừ. Đây, mình mời cô chú anh chị cùng uống thử trà sữa Thái nha. Ngon, thơm. Nhiều á. Tầng này là bán đồ ăn tập trung nha. Hóp gì nè. Gấu. Cũng bán nước, trà sữa luôn. Ôi, khăn giấy vàng gồng khủng luôn nè. À. Đang hot mấy ăn trước. Khăn giấy vàng. Ngon anh ha. Ừ. Ừ. Buffet nữa hả? Ôi, đã vậy ta. Cộng nữa nè. Đây, bên đây là một cái quán buffet. Không, không có làm buffet, cũng làm ăn thôi, buffet bên kia. Rồi, buffet bên đây nè, buffet băng chuyền nè. Đang chạy trong kìa. Đó. Không có khách, giờ này, tại vì giờ này quá giờ ăn trưa rồi. Uống đi. Ngon, không xe vào đi, bạn nó ngon quá. Ngon, bạn này bán ngon. Thơm quá. Kiếm bà ngoại rồi. Không phải đi kiếm được, nhưng mình đi á. Vali nè.
đó nhiêu bạc cái nhỏ là 1.600 chín là gần 2.000 rồi chín là bự sao anh nè anh sao anh nè ê sao này nhỏ hơn size của anh à vậy hả sao này hả sao anh cái size bên đây quá chín sao anh sao này của em nè qua đi nhỏ mà cũng 1.600 bạc mắt nha mắt của Việt Nam nha và lì giá hơi cao hơn bên mình nhưng quy đổi là tiền về thì nó cao hơn quán ăn nè hả nghe mới có 700 à 750 chưa tới chữ tư vậy là cũng cỡ cỡ bên mình túi sách sale còn 290 bạc luôn hiệu MA rồi luôn nha tính đâu rồi kìa đang làm gì trống vậy hỏi đường hỏi đường hỏi đường đi qua bên kia ôi áo áo khoác lạnh nè áo đó đi vô kho lạnh đâu đã lắm á nó ấm chưa kìa mình phải đi bộ qua cái đường bên đó đó lý kêu xuống hả xuống nè lỗ hai tầng rồi bánh này mà 45 bạc bánh gì bánh mì mà cái đó kêu bánh cuba á nhiều là tầng 3 ôi bán bánh đâu kìa bánh mì rồi nè đây là khu vực mua sắm điện rồi với đồ gia dụng ơi xuống liền đúng rồi đó ở siêu thị này mình muốn qua cái khu trung tâm thương mại đối diện bên kia chơi là mình không có được đi ở dưới lòng lề đường đâu cô chú anh chị phải kiếm cái cây cầu đi qua mới được nha kìa xa xa thấy cây cầu kìa kìa nãy thấy cây cầu đâu trên đây nè hướng xéo xéo trên này là có cây cầu nè ủa nãy giờ mới đổi xong à ủa tên mất tiêu luôn kìa nó đi xong rồi cửa hàng dậu đây nè đó ok đó cái đường này ta vô nè trời ơi đấy ta nấm này ta đợi luôn được rồi đã mà chú chạy bộ ra muốn đi qua bên trung tâm đối diện là phải đi bọc qua cái đường này nè bọc qua đó để bọc đèn bắt đèn nó liền nha ồ chiếc xe buýt kìa nhìn cao nghèo ha quá kẹt xe tắt đường rồi ôi thành phố Bangkok Thái Lan thủ đô luôn tắt đường dễ sợ luôn à. Tắt đường kẹt xe hàng dài luôn nè cô chú khủng khiếp không ừ kìa bên kia là Central World Central World hả đó mình là không được đi bộ dưới đó đâu nghe cô chú chỗ mà xe chạy đông đông dưới đó mình là đi bị phạt đó chỉ có đi trên cái cầu thì đi qua thôi không mình đi du lịch thì mình cũng biết được một chút kinh nghiệm đó em đâu được chưa được góc chưa ồ đẹp bọn tôi mình đi đầu quá
cậu bên kia chụp mới đẹp, cậu bên kia tụi nó ở đây cũng đẹp hả? Đây lộn đi hỏi rồi không thì lấy cái góc này cái lấy góc này nè góc ok con thử rồi rồi đứng đây nha quá trời xe cộ đông đúc luôn cô chú anh chị ơi ở đây ha có mấy cái xe mà ba bánh đó bên cái mô cái gì làm ồ dạy ngang hết rồi luôn á hết rồi dữ luôn á ơi mình đi xuống thì mình sẽ đi bậc thang nha có chừng trên cái xá mới mưa xong á còn đi lên thì sướng hơn là được đi thang máy đó bồ đít hay gì hỏi ác mình nó quá trời luôn kìa còn mưa lâm râm luôn nè. Ôi thành phố quá nhộn nhịp ha, xô bồ ghê luôn. Bên đây đối diện với bến xe là một cái trung tâm thương mại lớn đó nè. Đó. Ồ cái gì đây vậy? À người ta trình diễn á, nghệ thuật á. Vậy đó hả? Bên đây cũng có hờ gì hầm bốn mặt bên đây nữa nè. Đó, thì cái wow, bên đây có khu chợ nha. Ở đây có khu chợ ẩm thực nha, bán đồ ăn thức uống rất là nhiều nha. Đó, nước ép lựu nè, dưa hấu nè, 80 bạc nè. Dưa hấu nè. Hay quá ha. Ra ly dài ghê. Trời ơi, vô đây cái đèn chớp thì sợ rồi trời. Trái cây nè, nghe bịch sẵn nè 100 bạc một bịch nè. Bên đây thì giá cao hơn. Bưởi đỏ 180. Ồ, ẩm thực, thiên đường ẩm thực. Wow. Quá trời đồ ăn luôn. Ừ. Quá trời món ăn luôn. Nước uống nè. Người ta gắt muối lên cho nó đông đá lại nè. Uống sệt sệt á. Ồ, một mâm tôm 5 con 400 bạc. Quá trời đồ ăn luôn. Đây, cánh gà xiên que. Đồ nướng nha. Ha, cảo chiên nè. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Bên đây dừa xiêm. Ồ ồ xe bít xê cũng đẹp quá kìa. Đẹp á. Thấy biểu tượng này đẹp ghê đó chứ. Đẹp quá à. Khu vực ở phía trước này cũng được gọi như là ở quảng trường á cô chú anh chị. Hay thường tổ chức những cái lễ hội sự kiện thì người dân sẽ tập trung về đây nha cô chú anh chị. Đó, lễ hội té nước thì người ta cũng về gom về đây quy tụ về đây để chơi nè. Hay là bạo động biểu tình gì người ta cũng gom về đây. Đó. Sân này rất là rộng nha. Đây đi đi đây đi. Đây. Dưới kia đi không được đúng không? Chắc nó làm lễ hội. Lễ hội sự kiện rồi bạo động đồ là gom về đây vào những cái dịp đó đó. Buma nè, của hãng Buma nè. Ồ, Buma nổi tiếng giày dép mà ta. Nè, có vì nó giày bự á. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Hãng giày Buma đó. Cái này là cái gì? Xe Sentra hả? Ồ, tòa nhà này có cái con chim cánh cụt cái gì đưa mắt liếc qua liếc lại kìa. À.
Ồ, làm cái cổng đi chui vô luôn. Wow, ở đây có nhiều hình dễ thương lắm nè. Hình kem dâu. Ồ. Cái hình này nhìn dễ thương quá. Trái gì đi? Không biết luôn. Ồ, xinh quá. Ồ, mấy nhà này nhìn mỏi cổ quá đi. Kim góc á. Hay lắm. Nhiếp ảnh gia đó. Nhiếp ảnh gia tính. Quá trời rộng luôn cô chú ơi. Đi này mỏi giò luôn. Trước này có cổng đi, đi vào bên trong nữa nè. Đây có cái trò chơi xây bóng đèn, chụp hình, chụp hình ấy vậy, chụp hình bên ra đó. Đây có cổng vào nữa ha. Trơn quá à. Ồ, đây nước nó đang bún bún lên, người ta quét ra dọn cho bớt nước đỡ trơn như khách mình đi nè. Đây như trước này có cái hang máy đi lên cái gì á, hang cuộn á. Apple kìa, hãng của trái táo. Ôi tàu, tàu điện đó, cái đường phía trước mặt đó là tàu điện đang chạy đó. Ôi đợi ai? Đợi Long nha, đang hả từ từ đây mà. Cái chỗ này sáng mình có đi nè, cái chỗ tượng Phật bốn mặt á. Trời, gần đây luôn hả ta? Trời, đối diện góc bên đó là cái tượng Phật bốn mặt đó cô chú anh chị. Sáng mình đi đó, thẳng qua đó là tượng Phật bốn mặt. Ngay góc này có cái Apple nè, Apple to nè. Có góc đẹp không? Là tính có góc đẹp không? Chụp cho em đó, có đẹp á, vô đi chụp cho. Đây, đây là những xe túc túc của mấy anh Thái Lan nè. Có cái bồn nhổng lên rất là dữ dằn cô chú. Mấy xe này chạy là nổ đã lắm nha. Phình 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 luôn nè. Cái bồn có sao đích nè. Đó, xịn chưa? Bên đây chạy xe taxi là chạy Coro Atic không à nha. Không thấy chiếc Vios. Trên đây có cái cầu đi bộ ngang nè, có tháp đồng hồ trên. Đó, 3 giờ mấy rồi cô chú. Đây, đây là đồng hồ của tiếng Thái nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng xem. Đó. Ké vô. Rồi thì em đã qua bên đây cầu nha cô chú anh chị. Giờ mình sẽ ngắm nhìn qua bên kia. Đó. Xe quá trời luôn nè. Được. Vô chụp cho. Ôi xe đẹp quá. Cái góc này. Ok. Cho em trai em tấm hình nghe nha. Nào coi thử cái coi. Ưng cái bụng không? Ưng chụp lại. Rồi rồi vậy thôi. Ok không? Còn cà mụn luôn á hả? Anh về anh phải con cái áp mà tôi tự nhiên đó, tôi cũng hút á. Ờ. Tôi muốn chỉnh hình đó. Anh còn biết cái lịch, anh còn biết cái lịch mình chỉnh vậy á. Mà chỉnh mấy cái áp đó có sao không? Không, nó ăn khắp thông tin của mình không? Anh đừng có share cái dữ liệu. Cái lúc mà iPhone nó có cái vụ mà ý anh tải áp về cũng như là đi cập ảnh dữ liệu toàn bộ á. Ừ. Anh hạn chế lại cho mấy cái hình mà anh cho mình cho thôi. Ờ.
mẫu bồ dữ ha. Nhà có chiếc Honda Civic cũng đổi vậy nè. Đã ta. Đâu xe đậu đâu. Ôi. Xe xịn quá vậy. Nghe rồi nghe tiếng không? Ừ. Ổn quá. Có dài rồi. Đó. Thì đổ vô luôn luôn rồi. Kìa, tao quắt qua kìa. Đi qua lộ có mấy anh dìu dắt cho mình qua mấy chú. Đó, mấy anh bên B SC gì đây nè. Cảm ơn BCS. Rồi ôi, bồn nó dọn như vậy. Dưới này cũng tiền tỷ à. Tỷ à, tỷ bà. Trời ơi, dữ rồi. Dữ à. Em đi học á, em lấy xe em đi học trường nè. Ừ. Cái em chạy trường học á, đậu nè. Ôi. Ủa, mấy cái chiều về tụi nó ra về, tụi đâu quá. Để mà làm cái đúng đúng đúng. Cái tụi nó kiểu xe ai vậy? Xe ai vậy hả? Không biết ai làm chạy đây vậy. Rồi. Sau khi đi tham quan một vòng ở phía ngoài đường thì tụi em đã quay trở lại siêu thị Bixi để mua đồ của chú anh chị ơi. Đây là gông biển bán một bịch như vậy là 85 bạc đây. Rất là nhiều các loại bánh trái. Siêu thị luôn, du khách đi rất đông nghe. Đồ bể không chị, lấy sách tay lên thì không bể đâu. Ừ. Lấy cái đồ đựng không? Ừ, đồ đựng. Đây, bên đây có đồ đựng nè. Đây luôn bể đó. Đây là tầng 2 của chú. Ở dưới tờ đất lên đây đó, tầng. Chắc tầng 1 chứ không phải tầng 2 đâu. Này là cà chua, măng cụt, mấy loại bánh sấy khô, sầu riêng nữa nè, sầu riêng sấy khô nè, 448 bát. Nina, xoài sấy khô, sầu riêng, thanh kêu, này, xoài sấy nha, ngon. Mềm mềm dễ dẻo. Thơm thơm. Cái me ở đâu vậy? Me hả? Me thấy khô hả? Có chứ sao không? Dạ thấy khô á, đi vòng ấy. Ngon ha. Ờ, người ta cho mình ăn ở đất thấy ngon ghê nha. Ừ. Mà ăn nhiều chắc ngán à. Vậy là bảo đảm người ta không bán gì luôn á. Đúng rồi. Ơi dầu rồi bên đây quá trời nè. Nè dầu nè. Dầu so nè, ừ. Bốn trăm mấy bát. Nè, có chai này háo cả thử kìa. Có đầu lăng nha. Có đầu lăng ngon à. Thơm quá hả? Ơi, nhớ mua dầu cho bác Tư nữa. Ờ, nhớ là trời ơi, quên nhắc. Bác Tư mới dặn đó. Rai mi, màu trắng nè. Thơm á, dầu thơm vậy. Màu vàng thơm hơn. Đúng không? Màu nước đỏ thơm hơn. Có cù là nữa anh, thử đi. Thử cái mùi. Bây giờ sao giống bên Việt Nam cũng có ha. Ừ. Nhưng mà này mới là Thái nha. Ừ. Ừ, thơm á. Mì lăng là nhiêu ta? 700 mấy bạc. 774. 282 là cái vuông vuông. Ừ, lóc được 12 chai hay gì á. Ừ, 6 chai à. Đi vòng vòng đi. Đi. Vòng qua đây coi. Mày, hai chi nơi.
có mấy vị hả? Cũng đâu để gì chị à. Ừ. Ta có cái này ở đâu? Đây. Rồi em tới khu vực bên đây là tới gian hàng bia rượu ở bên Thái của chú anh chị. Đây những cái hãng như là Hennessy rồi nè. Đó 3149 bát. Rồi 1000 mấy bát cũng có luôn, 500 mấy bát cũng có luôn. Đó. Bên đây là Chi Quát nè. Ồ Chi Quát bên đây 1000 mấy bát một chai. Quá trời rượu bia luôn, đã không? Rượu bia bên đây bán nhiều hơn ở bên siêu thị cướp mắt ở bên mình nha. Đó. Có ông già chống gậy nữa kìa. Johnny. Ít đồ là gì này? Đồ này là 500 mấy bát chai, 529 bát. Bia rượu tới gian hàng khu vực này nha. Này bia gì đây, lúa mạch gì nè. Rượu, rượu. Ở đây là rượu, bia là đối diện ở bên đây. Quá trời các loại luôn, ôi. Ồ, có rượu Hàn Quốc nữa gì nè. Bia các loại nha. Bia này ướp lạnh. Mê không? Quá trời, quá đất. Đây là nước ép trái cây cái gì đây? Rượu trái cây lâm an. 249 bát một chai. Quá xứ rồi. Mang tay qua đây mê cái dàn hàng rượu này nè. Đó, vô coi liền một chút. Tiếp theo qua bên đây mình tham quan khu vực bên đây là trái cây của chú ơi. Sầu riêng ở bên Thái nè cô chú. Đó. Cái này là sầu riêng Thái nha. Coi cái muối kìa. Rất là to ha. Ta có để giá ở đây nè, 1,499 gì là một trái gì đó. Này sầu riêng với măng cục, một túm gì là 170 mấy bát, 178 bát đó, một túm á. Sầu riêng măng cục mùa này bên Thái Lan rất là nhiều, với hành trà nữa nè. Đây măng cục nè, cái này hành trà nè, hành trà một túm như vậy thì là 123 bát. Nó dao động ha, tùy theo trọng lượng. Có một túi 130 bát, rồi một túi 121 bát. Thanh trà Thái nè. Xoài nữa nè. Đặc biệt sầu riêng bên Thái cô chú anh chị thì là cái muối nó người ta hay ăn là nó sượng hơn bên mình, coi như là nó không có quá chín đó cô chú. Cho nên là nó còn cứng cứng, nếu mà mình ăn thì phải hay lựa mềm mềm đó. Bởi vì cái muối nó còn hơi tái tái ha, nó không có vàng thật như bên mình. Mít đồ ra hộp sẵn nè. Ồ mít thơm ghê. Mấy cái loại này thì mình không được phép mua đem vô khách sạn ăn đâu cô chú anh chị ơi. Hoặc là lên xe buýt á, mình đi cũng không được luôn. Mua mình cứ có thể là dùng liền tại chỗ hoặc là đi ra ngoài chỗ nào giống trống thôi. Ồ bà xã em nãy giờ mua cũng được một giỏ này cô chú. Nho. Xanh hay là xanh mít đen ta? Xanh mít đen lấy gì nữa? Ờ hai loại luôn đi. Nhầm mít với móng tay. Nhờ móng tay. Này là 9 bát một hộp. Ok nè, hỏi mày được nè. Ok. Ok. Cứ lấy thoải mái đi. Chú ý nè. Em ít có mua lắm cô chú anh chị.
còn em để cho bà xã em mua thôi à. Đồng quá ha. Dạ rồi, quý cô chú anh chị mình ơi, sau khi mua sóng sâm bây giờ đoàn của em cũng đã lên xe để di chuyển về lại khách sạn. Bây giờ rất là kẹt xe luôn đây. Mình phải đợi cái đoàn xe ở phía bên kia đi mình mới quẹo được. Hiện tại là mình đang quẹo phải. Tính nó chụp rồi. Chụp hậu cảnh đó hả? Đó. Vào giờ chiều rồi cô chú anh chị. Giờ thì 5 giờ hơn. Về xe đấy. Xe đã lăn bánh một xíu rồi nhưng mà đứng lại rồi. Lấy được không? Từ chỗ mình về khách sạn 7 cây. 7 cây. Chỉ có tiếng một phút nữa. Trời. Này kẹt còn dữ hơn á, một chiếc bình nữa. Toàn kẹt xe hơi bên mấy anh kia không? Mà mình đang quẹo mấy anh kia nữa đó. Xe túc túc đi lẹ. Kẹt xe quá trời quá đất luôn. Hôm gà nghe nói Thái Lan kẹt xe nhất nhì thế giới. Mà bữa nay mới biết. Cứ từ từ. Chơi dinh dên ha. Ồ, chiếc xe này đẹp quá ta. Chơi dinh dên nè. Người Thái người ta có cái câu là chơi dinh dên là sống cứ từ từ, không có gì phải gấp. Quá wow, xe tốt tốt luôn kìa. Xe tốt tốt bên này gọn ghê á, như xe ba gác bên mình vậy đó. Mà đựng cái là có cái mùi ở trên à. Ở đây người ta nhường cho người đi bộ dữ lắm nha. Như xe tốt này định chạy ra mà đi nhường cho đi bộ nè. Xe tốt nó đang nhích nhích đi được rồi đó. Có người điều tiết ở phía trước té tét cho bạn đi kìa. Vậy hả? Thấy con gái hái rồi ha. Ồ, xe kẹt ra. Hên quá, có người chặn xe cho mình đi. Đây, cảm ơn anh trai. Không chặn là không biết khi nào mới qua được luôn đó. Kẹt mấy cây số. À. Nhớ mãi khu này. Quá nhộn nhịp. Sống mình em luôn. Cảm ơn nghe tính. Không chơi nha trời. Ôi nó đường xe ta đổ cái à màu ào luôn kìa, hay quá ha. Kìa. Đây đang tắt đường mà đó đổ à màu hay. Ưu tiên cho rẽ trái á. Có người đứng điều tiết kìa. Đó mấy anh luôn. Này giống như là bên tình nguyện viên cái gì nè, chứ không phải bullet. Xe bullet. Bullet hả chú? Ồ. Rồi sao mình thấy xám xám nè, khác nữa hả chú? Đồ mà xám xám đó, cái màu xám xám như màu đất á. Vậy sao? Đây ông chú nói đồ mấy anh đây nè, đồ bullet. Kìa mấy anh kia mặc cái ồ chắc vậy rồi, có quy hiệu bên dài nữa đó. 500 ngàn. Đây mình
coi bộ lít anh điều tiết giao thông nha. Giờ anh chặn cái lối quẹo bên kia lại rồi, anh cho lối đi hẳn lên này. Mấy cái xe buýt bên đây quảng cáo rồi vẫn đầy xe chưa nha. Quá kẹt rồi cô chú anh chị ơi, giờ đứng luôn rồi, đứng sững rồi. Đâu, triệu ba trả nhiều. Thì đúng rồi, em trả anh, em mượn anh 1.500.000. Ừ. Em nói 1.300.000 trả anh 200. Ờ, 300. Như là cái này. Mượn anh 1.600.000 nhá. Em nói là đúng rồi hả? Ờ. Rồi, bây giờ gửi tiền tiếp cho mấy anh chị du lịch hôm nay dẫn mình đi nha cô chú anh chị. Một ngày thì 5 đô, 5 ngày thì 25 đô mỗi người. Đây mình có tiền đô, đưa tiền đô, không có tiền đô đưa tiền Việt hoặc là tiền Bách Thái. Ở dưới đây cũng đang tính tiền rồi, rất là y xèo dưới đây nè. Nhộn nhịp lắm. Còn tiền gì trả tiền nấy à. Cái này cũng người ta không ép buộc phải tiền đô mới được, cũng dễ. Ôi nước nó đen kìa. Mà mấy cái ô này người ta làm ô trồng lục bình ở trong đó làm chi không biết ha. Hút phải hả ta. Không ai đưa đồ hết, toàn là đưa tiền Việt với tiền bát đâu mà. Bình tĩnh. Ồ, mấy cái đường này người ta xây dựng trụ đồ dưới sông luôn nè cô chú. Ồ, cái máy gì lọc cái nước hay gì ở đây nè. Bốn cái trụ dưới đó. Nước đen ghê không? Nước xì ly. Nhưng mà được cái là ở dưới sông không có gác nhiều nha cô chú anh chị. Gác nhìn thấy đỡ ha. Hay chứ. Nước còn dù đen nhưng mà dưới không có gác. Ồ, mấy anh này đang xử lý cái gì bên đây kìa. Giống như câu cá hay ta. Bắn cá. Ồ, có súng bắn cá. Ồ, dưới này cá dữ luôn kìa. Ồ, quá cá luôn kìa. Ôi. Ồ, hàng ngàn con luôn. Ôi, cá kìa. Ở đây có cá mà có gác nữa nha. Cá dữ lắm, cá luôn, hàng ngàn từng con nè. Chi chích luôn nè. Kìa, người ta hải nước ra kìa. Đó, thằng đó nó bắn kìa, nó bắn đường con kìa. Ồ. Kìa, dính rồi kìa. Bắn á, nó bắn á, cái cù phi. Đó coi súng, súng tự chế. Chắc vậy đó. Sao? Ở đây có chồng qua giấy nữa nha. Mấy chồng qua giấy nhìn thấy cò chọc quá. Ừ, nhà cửa sụp sệ cho ha. Trời ơi, đã cho chợ mắt lên mà có. Có khu này thấy Thái Lan thấy sụp sệ quá cô chú. Đó. Khu ổ chuột cái gì?
này giống dưới quê không? Ờ, không có điều kiện á. Nhà dưới quê mình á. Cái này giống dưới quê mà dọc mấy bờ sông ở thành phố. Ờ. Đúng rồi. Hồ chứ đâu cũng có. Đâu cũng có chứ ha. Tại vì đâu cái lòng sông này làm bờ kè rất tốt biệt. À, cho nên là người ta để cho dân ở. Từ từ nó làm tiền có một lần được. À. Đủ chưa? Đủ chưa? Ai cũng muốn làm chưa? Từ từ. Nhưng mà mấy cái nhà này xả rác dữ quá. Đủ mệt rồi. Rồi sức quần. Rồi tiền kè bờ kè rất là tốn tiền. Ừ. Đó. Không phải làm con đường. Đúng rồi, hà để cho dân ở cái dân đóng trụ xuống kè sẵn luôn, bê tông luôn. Từ từ có tiền thôi, giờ hết bắt buộc rồi. Nhưng mà có trụ sẵn luôn á. Đó là mình nhờ nó làm đó. Ừ. Lấy lá cục điện cụ nó đóng xuống đó. Ừ. Đâu có. Đâu cũng có chứ ha. Nhiều bên Campuchia nhữ nữa. Gác dữ luôn á. Nhưng mà ngoài sông đỡ nghe. Ngoài sông người ta nó làm mấy cái tre dặn lại ha. Hay chứ, làm mấy tre dặn gác là hay chứ. Nè, tre này nè, nước mà cao lên là tự động nó dâng lên nha, nó nổi lên. Nó không có cho gác ra. Còn mà nước mà cạn thì nó sẽ hạ cái tre xuống. Hay chứ. Cái này bà đỡ là có cái gì cái là nó sụp cái nhà là mất tiêu luôn, xây trên cái sàn nó không miếng đất thịt nào hết. Này nước độc lắm, dơ lắm. Đó, mấy cái nhà này xả rác quá, người ta làm mấy cái tre, người ta kè lại nè, cho rác thì cũng cho vô xong. Tới hết cái nhà này hết tre. Hay chưa? Đỡ được phần nào đỡ. Cũng hay. Ôi, sau một chặng đường kẹt xe thì cuối cùng cũng về tới khách sạn. Đây, tụi em đã về tới khách sạn rồi, quý chú chị Mai. Thì bây giờ là gần 6 giờ chiều ha. Dạ. Thì từ sáng tới giờ clip cũng rất là dài của chú anh chị. Đến đây em cũng xin kết thúc video clip mình tại đây nha cô chú anh chị. Hẹn gặp lại quý chú anh chị mình vào những video clip tiếp theo. Cảm ơn quý chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em rất là nhiều. Chân thành cảm ơn ạ.